Okay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream Cái Chuyện Ma của chú Hoài Bảo nha mọi người. Chuyện Ma Pao Pê. Các bạn ơi, chia sẻ livestream cho Bảo nha, đủ hả 900 bạn mà bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mỗi bạn giúp cho Bảo một cái lượt click, một cái lượt tim vô trong cái livestream giúp Bảo nha. Đủ hả 900 bạn bắt đầu sẽ kể chuyện ma nha. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn bây giờ mấy bạn Bảo đang buồn ngủ lắm luôn á. Mấy bạn chỉ cần cho Bảo hả 600 cái xe thôi cái Bảo tỉnh ngủ liền luôn á, thiệt luôn mọi người. Bảo tỉnh ngủ để Bảo kể chuyện ma cho các bạn cho nó hay nha mọi người ơi. Giúp Bảo mọi người ơi. Các bạn ơi, mấy đứa em ruột của anh ơi. Mấy đứa em ruột ơi. Chúng ta là gì nào? Chúng ta là family, gia đình đó mọi người ơi, chúng ta là gia đình mọi người ơi. Các bạn nào xem hôm nay phước đức lắm nha mọi người ơi, chia sẻ livestream để nhận ngay hả may mắn vào ngày mai nhá. Chia sẻ livestream giúp anh nha mọi người ơi. Hello mèo. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Gì vậy? Mấy má dễ thương quá. Kêu mấy đứa em ruột ơi, cái má ơi. Trời ơi, dễ thương cực luôn á. Tao nói hả không gì dễ thương bằng hả mấy đứa em ruột của Bảo Châu. Anh ta phước đức lắm đó, bởi vậy hả được tình cảm của mấy bạn yêu thương cho nên cái nách mình trắng bóc à. Trời ơi, mình là con người trong sáng, nách mình không thâm mấy bạn ơi. Thiệt. Trời ơi, các bạn ơi, mỗi bạn cho mình xin một cái xe đi. Mỗi bạn thả tim mà xin cho mình cái xe để mình tỉnh ngủ đi. Trời ơi, mình buồn ngủ quá nè, hồi nãy mình ngủ quá, nãy mình ngủ luôn á mọi người. Mình phải uống nè cái đỏ đỏ này nè để mình tỉnh nè. Đúng rồi, hôm nay chuyện kể chuyện ma nè. Đúng rồi, không ai dễ thương bằng tụi em luôn. Cảm ơn đã nói xấu còn hai sầu. Chia sẻ phiên like nha. Cảm ơn Ngọc Phương đã chia sẻ phiên like. Cảm ơn Buồn Ngủ. Cảm ơn Thùy Trinh. Cảm ơn hả nào đổi tên. Nào có bồ đổi tên. Cảm ơn Thúy Hiền, mong em có bồ nha. Những bạn nào chia sẻ livestream ngày hôm nay, ngày mai các bạn sẽ gặp được soulmate của mình, gặp được người yêu, chân mệnh thiên tử. Còn bạn nào mà đã có người yêu rồi thì ngày mai các bạn yêu nhau nhiều hơn nha. Trời, mới cắt tóc xong cái đầu nhìn bát nháo thiệt sự. Nay có chuyện gây cứng. Ê, thứ tư tuần sau anh sẽ làm tập đặc biệt. Đã lâu rồi chúng ta chưa có tập đặc biệt đúng không? Đố các bạn là tập đặc biệt chu Đài Bảo thường hay làm gì ạ? À? Đúng rồi. Ủa mất tiếng đâu má. Đúng rồi. Ủa mất tiếng đâu má. Cái tiếng tao chừng dần vậy mà. Em ơi, em dặn tiếng lớn lên. Mấy cái tập đặc biệt như vậy thường thường thì Bảo sẽ hóa trang á mọi người ơi. Đố các bạn Bảo sẽ hóa trang làm nhân vật gì. Các bạn ơi, chia sẻ livestream nha. Đủ 900 bạn mình sẽ bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người ơi. Chưa 900 bạn. Cho mình 900 bạn mình bắt đầu kể chuyện ma mọi người ơi. Trời ơi, 829 rồi. 829 rồi. 838 rồi. Mới được một bạn xe này anh. Mã Lệ Phi Sung Doraemon. Các bạn đoán đi, Khu Ma Thông. Trời đất ơi, vậy đó chắc tao phải uống Sting rồi. Đúng rồi, Khu Ma Thông, hẹn chỉ tao uống Sting. Bữa trước tao cúng Khu Ma Thông cho ông Điệu Thần Tài. Cái má này, má này hỏi thì má này kêu anh cúng cho Khu Ma Thông hả? Tao làm cái tháp á má. Tao làm cái tháp, ông Điệu Thần Tài. Tao làm cái tháp để cúng Tết, má này kêu anh cúng cho Khu Ma Thông hả? Tao cúng Sting. Tao thấy nhà nhà thì cúng hả Coca, còn nhà nhà thì cúng Sting, cúng xá xị. Tao cúng Sting, má này kêu tao cúng cho Khu Ma Thông hay gì? Thỏ Ngọc, cô Hai Báo, trời dữ vậy má. Có anh Hiếu không? Trời, đoán đi. 900 bạn mọi người ơi, mọi người thả tim chia sẻ livestream đi, lên 900 bạn bây giờ đó mọi người. Ê, hôm nay có án mạng nha. Tuần sau thứ tư sẽ là tập đặc biệt. Sẽ là tập đặc biệt cho nên là các bạn đừng bỏ qua tuần sau nha. Rồi 900 là bắt đầu kể nè. Rồi. Câu chuyện đầu tiên á, tới từ một bạn tên là Casey. Cái nickname của bạn tên là Casey. Bạn ở Bình Thuận thì phải. Thì cái chuyện này á, nó xảy ra ở một cái nơi mà nó hơi hẻo lánh ở Bình Thuận. Nói chung á, là ở cái đoạn đường của bạn á, cái đường chính á, mình xin phép được đặt tên bạn đi nha. Bạn tên gì giờ? Bạn tên Thảo Quỳnh. Thì cái đường chính ở cái chỗ mà bạn Thảo Quỳnh sinh sống á, là nó kiểu giống như là nó là cái đường, nó là cái đường đất, nó là cái đường đá, nó là cái đường mà kiểu mà giống như là cái đường mà cái đường thành phố mình gọi là cái đường gì, đường đá hả? Đường xi măng. Đường xi măng, đúng rồi. Là nó là cái đường xi măng nhưng mà đi vô 100 tới 200
100 tới 200 mét nữa thì bắt đầu là nó sẽ đi vô đường đất. Thì cái chỗ này á, cái án mạng này á, nó xảy ra ở trong một cái khu mà kế bên một cái homestay, nhưng mà mình xin phép giấu cái homestay đó. Xin phép giấu cái homestay đó bởi vì cái homestay đó không có liên quan gì hết trơn á. Cái chuyện nó chỉ xảy ra kế bên cái homestay đó thôi. Mà cái chuyện nó xảy ra ở trong một cái đồn điền cao su. Là cái ông mà trong cái câu chuyện này nè, ổng là làm trong đồn điền cao su luôn. Đó, xin phép lấy một cái tên nam nhân đi ạ. Mà cái chỗ đó là xảy ra ngay cái chỗ mà mấy bạn hay chụp luôn, hay chụp hình luôn. Ở trong đó nha, nó sẽ có một cái đồng cỏ, rồi xong nó sẽ nguyên một cái cánh đồng luôn. Nhìn chụp hình rất là đẹp, chụp hình rất là chill luôn. Tên gì bây giờ ạ? Likio. Likio ạ? Ok. Cái ông đó, ổng tên là Likio. Thì cái ông này có một bà vợ Likio tên gì? Bà vợ Likio tên gì? Bà vợ của Likio tên gì giờ? Cái ông đó ông tên là Likio mà bà vợ của Likio tên gì? Bà vợ của ông Likio tên gì? Tên Moon. Tên Moon. Ok ha, bà vợ tên Moon. Thì cái ông Likio này á, là ổng là gọi là giống như là, ê, làm ở trong đồn điền cao su mà lấy mũ cao su á, gọi là cái gì ta? Cái đó không phải gọi là công nhân, cái gọi là cái gì? Lấy mũ cao su á, là ổng gọi là cái gì? Mọi người ơi giúp bảo cái này đi, bảo quên rồi. Không phải thợ. Hình như là người lấy cạo mũ. Người cạo mũ hả? Người cạo mũ hả? Không, cái người đó gọi là cái gì? Thôi, mệt quá má này tên giám đốc rồi. Thì cái ông Likio đó đó, là ổng có bà vợ tên Moon. Thì hai người là cạo mũ cao su trong đó. Cuộc sống của hai người cũng khá giả lắm. Có nghĩa là ở chỗ đó hình như là cũng việc nhẹ, lương cao, kiểu như là thoải mái mà lương nó cũng ok. Thì cái chuyện này mới xảy ra cách đây 2 tuần thôi, 2-3 tuần thôi, là nó còn nằm ở trong mấy cái mùng Tết nữa. Là nó còn nằm trong mấy cái mùng Tết. Thì cái ông Likio này và cùng bà Moon, vợ của ổng á, là đánh bài. Các bạn biết rồi, Tết thì đánh bài. Đánh bài quá trời luôn. Anh bảo trưa của tụi em trúng được hả? Trời, cảm ơn dòng hoa nha. Bảo trưa của tụi em trúng được 900 ngàn. Thì cái ông Likio này, ổng đánh bài với, không biết đánh bài với ai. Thì hai vợ chồng cùng nhau đánh bài. Thì cái bà Moon á, bả là phụ nữ mà, các bạn biết rồi, phụ nữ á, người ta biết cái điểm dừng. Còn đàn ông á, một khi mà người ta thắng thua rồi, và đặc biệt là cờ bạc á, mà người ta đã lỡ thua rồi, người ta hay có cái kiểu giống như là thôi mình all in đi. Có nghĩa là mình thua quá trời, bây giờ mình còn bao nhiêu thì mình chơi, mình all in đi để coi mình có lấy lại vốn hay không. Nhưng mà không, chưa kịp lấy lại vốn là đã phải mượn nợ thêm để chơi. Cho nên là cái ông Likio này á, để gỡ đúng không? Để gỡ, muốn gỡ lại á. Thì chưa kịp gỡ là cái ông Likio này phải mượn thêm tiền của gọi là của ai đó thì không biết. Nhưng mà ổng cứ mượn tiền chơi vậy đó, ổng cứ chơi sát dán vậy hoài luôn. Mà trận nào ổng cũng bị giết bài, bị nhốt bài. Mấy cái trận ổng bị nhốt bài là ổng có 4 đôi thông nè, rồi ổng có 2 con heo. Trời đất ơi, bị giết bài, bị nhốt bài, bị chết bài. Mà trận nào trận đó là mấy trăm. Chuyến này chưa kịp đỏ tình luôn má, Likio bị nhốt bài liên tục luôn, nhốt mà ngỡ ngàng luôn mà. Tại vì cái thằng cái á, nó tới nhất á, xong rồi nó cứ đánh sảnh ra. Mà sảnh của nó là lệnh mẹ nó con xì rồi. Đánh nguyên cái sảnh lệnh mẹ con xì rồi. Nó lệnh mẹ con xì, nó xuống đôi hai nữa mà ổng cũng cầm 2 con heo. Nó xuống đôi hai nữa là ổng cầm 2 con heo. Là chết mẹ 2 con heo đó rồi, là 2 con heo ra cuối cùng rồi. Là nguyên một cái đôi đó là nó giết bài ổng luôn. Mấy má nào đã từng bị giết bài giống tao nè mới hiểu cái cảnh. Mà mỗi lần mà chơi á là nó đôn bài ổng lên. Có nghĩa là ổng còn chưa ra nữa, có nghĩa là ổng cầm nguyên một đống vậy nè, ổng còn chưa ra nữa mà nó đi tới con xì. Cái con nhỏ cái á, nó đi con 4. Cái con nhỏ kế bên ổng đi con xì. Là sao má? Là sao? Cái trận sau đi con 2. Trận sau là nó đi con 2. Bài nó rác lắm, nó nói giọng như nè, bài nó rác lắm, rác của nó là rác con heo á má. Rác nó là rác con heo bích á, tụi mày nghe chưa? Nó muốn diệt ổng mà. Trời đất ơi, nó đôn bài như vậy. Mà chơi với bản thân không nha. Dòng mà thứ chơi với bản thân không, chắc bị lừa rồi. Xong rồi á, vào một buổi sáng bình yên nọ, tại Bình Thuận, trời cảm ơn bạn Nguyễn Lan tặng hoa quá trời. Tại Bình Thuận thì tự nhiên mọi người la làng lên là chết người rồi. Thì bắt đầu mọi người xúm vô, mọi người phát hiện là
cái ông Likio á, ổng đã thắt cổ và 44 ở trên một cái cây xoài sau cái vườn cao su đó. Ở gần cái vườn cao su đó nó có một cây xoài. Và cái ông này dường như là ổng thiếu nợ nhiều quá, cho người ta nói là ổng thiếu nợ bài nhiều quá, thành ra là ổng phải 44 như vậy. Nhưng mà một cái người mà 44 thường thấy mà treo cổ á nha, lại con mắt người ta phải trợn vậy nè, cái lưỡi người ta phải lè ra, rồi xong cái chân người ta phải chúi xuống, cái chân của người ta là phải thẳng ra vậy nè, cái chân của người ta phải thẳng ra vậy nè, hiểu không? Nhưng mà không hiểu lý do tại sao, what the reason luôn á, là cái chân của ổng giống như là đang đi trên mặt đất vậy đó, còn cái mặt của ổng giống như đang ngủ. Cái mặt của ổng giống như đang ngủ luôn. Mà một cái người thắt cổ bình thường, các bạn tưởng tượng đi, là con mắt sẽ trợn lên nè, rồi xong cái lưỡi nó lè ra là dài á, tại vì người ta mất cái lúc mà người ta treo cổ mà, thì người ta đâu có thở được. Mà đằng này cái mặt của ổng chỉ tím thôi. Tím do là cái gì biết không? Máu nó không có lưu thông, thành ra chân tay tím tái thôi. Người ta có một cái nghi vấn á, là có ai đó đặt cái ông này lên tạo hiện trường giả là ông này ông này 44, hiểu không? Cảm ơn mấy bạn đã tặng hoa nha. Kim trời thiệt luôn á. Mấy bạn trời, cảm ơn bạn Kim nha. Mấy bạn tặng hoa cho Bảo á, Bảo đỡ gì biết không? Bảo đỡ tiền nhà á mọi người, mỗi người cho Bảo cái hoa đi. Cái hoa chắc nó được free đúng không? Đâu cần bỏ tiền đâu đúng không? Bạn nào được tặng á. Ui một ca xe rồi. Cảm ơn mấy bạn nha. Cảm ơn mấy bạn. Đỡ tiền nhà của anh đúng không? Hiểu không? Người ta kêu á là để nó muốn ấy. Cái xong rồi đó. Ủa có bỏ tiền á, vậy thôi khỏi đi, đừng tốn tiền quá. Anh tưởng là mỗi đứa sẽ kiểu như là mỗi lần âu là nó được cho 2-3 bông free á, thì cho anh đi, hiểu không? Tưởng là cho 2-3 bông free, tưởng là tụi em được cho 2-3 bông free thì thôi, được cho đừng cho đứa khác, cho tao nè, hiểu không? Còn không thì thôi đừng bỏ tiền, đừng bỏ ra tốn tiền lắm. Thôi từ chối má, tự nhiên mời tao livestream nữa. Cái xong rồi thì người ta mới nói là có lẽ như là cái ông này bị tạo hiện trường giả. Tụi bay có coi Batman Mother không? Cái y chang như ông chồng của bà vậy đó, là bị đánh ở một cái vị trí nào đó và mất mạng do một cái vị trí đó, nhưng rốt cuộc á lại là tạo hiện trường giả là treo cổ. Mà tao không nghĩ nha, anh cũng không nghĩ nha, là cái ông đó ổng chỉ làm thợ cao su thôi thì ổng thiếu cái gì mà tới mức độ mà phải dàn cảnh ổng như vậy. Theo anh nghĩ nha, là đã có một xích mích gì đó trước đó rồi, chứ không phải là tiền đánh bài đâu. Chắc là ông phát hiện chơi gian. Phát hiện chơi gian ha. Người ta chơi gian. À chắc chắn là phát hiện người ta chơi gian. Đúng rồi. Cái ông phát hiện ra đường dây tụi này chơi gian, tụi này nói bài nhau. Tao cũng nghĩ vậy đó. Tại vì hả? Trời, nãy giờ tao coi tao đoán không mà, chứ tao cũng không biết lý do tại sao. Tại vì cách ông mất nó bí ẩn quá. Sự thật chỉ có một thôi. Có thể là ông phát hiện ra tụi này chơi gian, tụi này cháo bài hay tụi này làm cái gì đó, xong rồi ông tính dập mặt tụi này á, thì tụi này giếm ổng luôn. Chứ làm sao mà thiếu nợ thì trả thôi, chứ mắc cái gì mà dàn cảnh đúng không? Ví dụ đi bây giờ nè, chơi một ván 100-200 đi, bây giờ nhốt con heo đỏ là bao nhiêu tiền? Nhốt con heo đỏ là bao nhiêu tiền? Ví dụ 400. Nhốt con heo đỏ có 400.000 à. Đó, nhốt hai con heo, một heo đỏ, một heo đen. Heo đỏ 400, heo đen 200. Rồi tứ quý nữa, tứ quý là 400 luôn. Rồi mấy một ván nhiều dữ vậy má. Một ván tới triệu mấy lần. Đâu mà đâu phải dán này cũng chịu mấy. Ồ đâu phải là dán nào cũng bị nhốt đâu, đúng không? 1 triệu mà, cỡ 1 triệu mà. Tao bị nhốt bài hoài tao quen nè. Tao bị nhốt bài hoài tao biết. Tao biết cái hiểu cái cảm giác bị nhốt bài là như thế nào. Con khốn mà nhốt tao nó tên Phượng á. Chửi tôi nó đi mấy đứa, chửi tôi nó đi. Con khốn đó đó, bạn thân tao nhốt tao tên Phượng. Thì nói chung ông này á, tao nghĩ là bị vì chuyện khác. Gọi là bị vì chuyện khác mới dàn cảnh chứ sao được. Cái xong mà có con nhỏ kia, nó là một cái người chị bạn của con bé Thảo Quỳnh. Nhỏ nó tên gì bây giờ đặt tên nó đi. Mẹ con Phượng. Nhốt bài là gì? Đúng rồi, chửi nó đi. Chửi nó nhiều vô, cảm ơn Hoài Ninh, cảm ơn Ngọc Mẫn nha. Tên gì? Nhỏ nó tên Kỳ đi. Nhỏ nó tên Kỳ, Xuân Kỳ. Thì cái con Xuân Kỳ này nè, là kiểu giống như là nó nghe tin á, là có người 44 ở ngay kế cái đồn cao su mà ngay cái cây xoài đó, thì nó cũng biết cái vị trí đó, mà nó tưởng là người ta đã dọn xác xong rồi hay là người ta đã dẹp này kia xong hết rồi thì nó mới chạy ra ngoài. Thì nó vừa chạy ra ngoài nó thấy là chưa có dẹp, trời nó thấy cái cảnh đó nha, là nó sợ, nó có cảm giác lạnh cái sống lưng từ dưới đi lên luôn, nó có cái cảm giác nghe lạnh cái sống lưng nè, từ dưới đi lên
từ dưới đi lên, đúng rồi, từ dưới đi lên luôn. Cái xong rồi con nhỏ này nó sợ quá thì nó mới chạy về nhà. Thì cái ngày hôm đó là kế bên nó có một cái KS, nó có một cái khách sạn. Thì cái khách sạn đó là chị họ của con nhỏ Xuân Quỳnh là cái người chủ của khách sạn đó. Thì chị họ của nó kêu là Xuân Kỳ chứ. Đúng không? Đúng rồi. Xuân Kỳ, chị con Xuân Kỳ. Chị họ Xuân Kỳ là làm chủ khách sạn đó mới kêu là: "Ê Xuân Kỳ ơi, tối nay chị bận rồi, mày đi qua mày canh cái mày vô cái quầy lễ tân mày canh khách sạn giùm chị." Thì bình thường cái con Xuân Kỳ này nó cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà hôm đó là nó ở quầy cái lễ tân vào buổi tối. Thì có một cái anh kia ảnh là khách, ảnh đi ra ngoài để ảnh làm một cái gì đó, xong rồi ảnh quay trở lại. Thì cái con nhỏ này nó mở cửa cho ảnh, xong rồi đóng cửa lại, xong rồi nó quay trở về lại. Cái con Xuân Kỳ nó quay trở về lại cái chỗ mà lễ tân để nó ngủ. Thì khi mà nó ngủ á, nó cứ nhắm mắt lại là nó thấy là cái cảnh á, là nó đang ở trong cái chỗ mà cây xoài đó, nó ngước lên là nó thấy có một cái bàn chân ở trên đó, là nó thấy cái cảnh cái ông Likio đó thắt cổ. Nó thấy cái cảnh ông Likio đó thắt cổ. Mà thường thường á, những cái người mà người ta bị mất oan á nha mọi người ơi, là họ mà gặp được ai hợp vía, họ mà gặp được ai hợp mạng á, là người ta sẽ, thứ nhất người ta sẽ xin sự giúp đỡ, thứ hai là người ta sẽ cho người ta thấy là có thể là tôi bị mất oan như thế này nè, bảo nghĩ là ông đang muốn báo hiệu cho cái con này, báo hiệu cho con cái Xuân Kỳ, chắc con cái con Xuân Kỳ này là ông bị mất oan hay là ông bị giàn cảnh gì đó, bảo đang nghĩ như vậy. Chứ khi không, tại cái con này á, nó là một cái người lạ hoàn toàn so với cái ông này luôn, có nghĩa là nó không hề biết ông này luôn. Nó tại vì nó làm ở gần đó mà nó quan tâm chi mấy cái ông mà cạo mũ cao su ở đó làm gì, đúng không? Đó, thì vậy thì nó nằm mơ nó thấy ổng, thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Thì nó ngồi ngực giật bật dậy mọi người, nó ngồi bật dậy thì nó mở cửa ra, thì nó thấy nha, nó tưởng là cái anh khách hồi nãy đi vô. Cái nó mở cửa ra, nó thấy ổng mà trên cổ của ổng vẫn còn cái sợi dây thắt cổ luôn, mà ổng vẫn đứng như này. Xong ổng mở mắt ra. Ông mở mắt ra, cái nó đóng cửa lại, cái nó la làng lên là nó tỉnh dậy. Ông mở mắt ra, nó đóng lại mở ra. Tại vì biết sao không? Những cái người mà thường á, là người ta mới mất á, là người ta chưa có được khai khẩu đâu. Người ta chưa có được khai khẩu, thường nha, là họ chưa có được khai khẩu. Là khai khẩu là cái gì? Có nghĩa là mở miệng để nói á. Họ sẽ không mở miệng được để nói. Thì khai là khai mở ra. Đó, khẩu là khẩu hình miệng đó, họ không chưa có được khai khẩu, cho nên là họ chỉ cho cái đối tượng mà họ muốn cho là thấy họ thôi, nhờ giúp mà hù người ta. Chắc tao cũng không biết phải làm sao nữa thiệt trong cảnh đó. Cái xong rồi con nhỏ này sợ quá, con nhỏ này mới giật mình dậy, thì con nhỏ nó chỉ là mơ thôi. Xong rồi á thì có tiếng gõ cửa thiệt, thì cái lúc này nhỏ này sợ quá, nhỏ nó ráng mở đâu, thì cố gắng lấy hết sức mình xin ra mở. Thì nhìn ra ngoài á thì thấy là cái ông đó ông đi về. Thì hiện tại bây giờ là thiệt ra là cái chuyện này là cái chuyện mới gặp của cái bạn cây xì thôi. Mới gặp của cái bạn cây xì, cũng là cái người chị kia kể. Thì cái người chị kia cũng kể lại cho bạn nghe thôi. Mà Bảo cũng không biết nữa, tại vì Bảo chỉ thấy là cái chuyện này nó có nhiều cái bí ẩn, cho nên là Bảo kể cho mấy bạn nghe vui. Chứ chuyện nó chưa có một cái kết nào hết trơn á. Là cái bạn kia chỉ mới đang thấy á, là cái ông kia ổng hiện ra cho bạn thấy vậy thôi. Để Bảo nhắn tin hỏi coi là cái bạn cây xì đó là mọi chuyện nó đã tới đâu rồi ha. Bây giờ mình sẽ tới với một cái câu chuyện tiếp theo. Ghê lắm mọi người. Mà mấy cái vụ á mà giết người nè, mình nói cho các bạn nghe nha. Hồi xưa á, có một cái vụ mà kiểu mà có cái chú đó, mình xin đặt phép đặt tên chú đó nha. Mình xin chú đó đi. Hôm nay đẹp trai vãi à, thì không dễ má, tóc tai còn đang chỉ cho mình xin. Chú đó tên là chú Lâm Thông đi, Lâm Thông mới tặng quà nè. Chú Lâm Thông đi. Thì cái chú Lâm Thông này nè, là chú già rồi các bạn. Chú là tại thời điểm đó là chú 50 mấy tuổi. Chú Lâm Thông là 50 mấy tuổi nha. Mà chú bị hàm quan, có nghĩa là chú không có khiêu người, nhưng mà là chú là cái người mà kiểu mà phát hiện ra cái người mà bị mất đó,
xong rồi chú trình báo, nhưng mà sau một hồi thì tự nhiên thành ra là chú khiêu người luôn. Mà tại thời điểm đó pháp luật của mình á, nó chưa có được clear, nó chưa có được clear như bây giờ, và cái chức năng mà kiểu mà tìm kiếm này kia nó cũng chưa có được tốt như bây giờ, hiểu không? Thì cái chú Lâm Thông này tính ra là cái người muốn giúp, mà thành ra là đi tù luôn. Mà đi tù á, là đi tù mấy năm trời lận. Mà cứ hàng năm là cái chú Lâm Thông này là sẽ bị gọi là, người ta nói là mình kháng cáo hả? Ừ. Cái đó gọi là kháng cáo đúng không? Chú Lâm Thông này cứ kháng cáo hoài, mặc dù chú đi tù rồi. Mặc dù chú đi tù rồi nha, chú đi tù mấy năm rồi, mà chú cứ kháng cáo hoài luôn. Mình hỏi các bạn nha, người ta đã đi tù mấy năm rồi mà tại sao người ta cứ tiếp tục cố gắng kháng cáo hoài? Là bởi vì là người ta không có. Cái chú cố gắng cho tới khi cái thằng mà nó là cái người khiêu thật á, cái thằng sát nhân thật á, nó đi đầu thú. Là sau mấy năm trời á thì nó đi đầu thú, thì nó đầu thú, nó kêu là nó mới chính là người làm cái này nè. Tha cho cái ông đó đi, tha cho cái ông Lâm Thông đi đó, tha cho cái ông Lâm Thông đi. Thằng đó nó tên là Hoài Ninh, ví dụ nó tên là Hoài Ninh đi, thằng Ninh. Thì cái thằng Ninh này nè, nó ra nó kêu là kiểu giống như là nó nói là đêm nào nó cũng nằm mơ thấy nạn nhân hết trơn á. Nạn nhân đêm nào cũng về với nó hết á, nạn nhân đêm nào cũng tra tấn nó hết. Nó không thể như vậy được, cái con mắt nó thâm xì luôn, con mắt nó đâu có ngủ được đâu, nó không dám ngủ, nó ngủ là cái thằng Ninh nó ngủ là nó thấy nạn nhân à. Cái người nạn nhân kêu á là kiểu giống như là cái người mà đã mất rồi kêu á là mày làm cho người ta khổ. Mày đã hả làm tao như vậy rồi mà mày còn làm cho người ta phải ở tù thay mày. Mày đi ra mày giúp ông Lâm Thông cho tao. Là đi kiểu mà phải đi ra đầu thú. Đầu thú để hả cứu ông Lâm Thông ra ngoài. Lúc đó là ông Lâm Thông ra ngoài đó, mới được ra ngoài đó mọi người ơi. Vỗ tay chúc mừng Lâm Thông được ra tù đi. Vỗ tay chúc mừng Lâm Thông được ra, chú Lâm Thông được ra tù mọi người ơi. Mọi người ơi, chúc mừng chú Lâm Thông được ra tù. Mọi người cho mình một cái chia sẻ, nhấn tim cho mình 3-4 lần, 5-6-7-9-10 lần nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp cái chuyện tiếp theo. Ok, chuyện tiếp theo á là đi Đà Lạt. Ở đây ai đang ở Đà Lạt không ạ? Put your hands up in the air, hoặc là ai hay đi Đà Lạt không ạ? Chúng ta đều biết là Đà Lạt nó có rất là nhiều câu chuyện ma nha mọi người ơi. Ủa sao hôm nay nó đứng ở một K8 nha mọi người, nó bị gì vậy? Mình ta thấy tao kể nha, bình thường thứ tư nó sẽ nhiều view hơn là thứ tư nó sẽ nhiều view hơn là thứ sáu nha. Thứ tư là nó sẽ nhiều view hơn là thứ sáu nha. Ma giá dù là cái gì? Bị lắc hả ta? Ma giá dù là ma nhú già. À, bị lắc hả? Ok. Đà Lạt nha, bây giờ mình sẽ kể chuyện Đà Lạt. Có một cái cặp đôi kia, mình xin phép đi. Một cái đôi nào mà yêu nhau tên gì ta? Ly với gì ta? Ly với Khải ha. Đặt tên Ly với Khải ha. Đặt nhỏ nó tên Ly đi. Thằng người yêu nhỏ nó tên Khải đi ha. Ok nha mọi người. Thì con nhỏ Ly này nè, Nó đi Đà Lạt với lại gia đình của nó. Ê sao ta khó chịu ghê đúng không mọi người? Một K8 mà nó đứng yên gì vậy? Bình thường kể tới lúc này đã lên 2000 rồi chứ mọi người. Mọi người thử hả xe cho bạn bè vô coi là nó lên 2000 không mọi người ơi. Chứ sao mà tự nhiên nó đứng vậy mọi người? Mình nghĩ là nó lắc á. Rồi, thì cái con nhỏ Ly này, nó mới đi Đà Lạt với lại gia đình của nó. Thì trong cái chuyến đi này có thằng bồ của nó nữa. Thằng bồ của nó là thằng Khải, đi chung với lại gia đình của nó luôn. Thì đi cắm trại ở cây thông cô đơn. Ở đây có bạn nào đi cây thông cô đơn chưa? Trời ơi, yeah. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người ơi, giúp Bảo hả? Giúp Bảo thả tim với chia sẻ livestream nha. Thì cắm trại ở cây thông cô đơn, cỡ 2-3 ngày gì đó. Thì mọi chuyện rất là bình thường. Cho tới, cảm ơn Kim nha. Cho tới khi thì con nhỏ Ly với con nhỏ Ly với thằng Khải, nó mới gọi là đi vô trong Đà Lạt. Thì nó mới đi mướn khách sạn. Sau khi mà nó cắm trại xong thì nó mới mướn khách sạn. Thì lúc đó là vào tháng 12, hình như là tháng 12 năm ngoái á, là gần đây thôi. Thì cái tháng 12 đó thì trời nó lạnh, lạnh cực kỳ luôn, cũng đang vào đông mà mọi người ơi. Với lại là ở Đà Lạt tại thời điểm đó nó cũng đông nữa. Mọi người. Cho nên là cái việc mà hết phòng là chuyện bình thường. Thì tới cái khách sạn đó thì nó còn phòng.
nó còn phòng nhưng mà đông người quá, nhà của bạn Ly đông người quá, đi với cô chú nữa mà, nhà của bạn Ly đi với cô chú nữa cho nên khá là đông người. Thì con Ly nó đang rất là buồn bởi vì có thể là nó sẽ không ở được cái khách sạn này, bởi vì cái khách sạn này nó có cái view nhìn ra rất là đẹp. Thì không biết làm sao mà mấy con nhân viên vậy nè. Mấy con nhân viên nó làm vậy đó mọi người, cứ kêu là dạ tụi em còn một phòng nữa ở trên lầu 5, nó nằm khuất ở bên trong á, à, không biết là mọi người có muốn lên không, à, không biết là mọi người có muốn lên cái phòng đó hay không. Rồi rồi tới công chuyện rồi đó má. Tao thấy cái kiểu mà điệu bộ nhìn nói chuyện kiểu đó là tao thấy cũng hơi tới công chuyện rồi đó. Thì cái lúc này á là con Ly với lại thằng Khải kêu là chốt. Biết sao không? Tại vì lên trên lầu 5 là cái lầu cao nhất, mà cái phòng nó nằm khuất nữa, mà hai đứa này muốn riêng tư, hai đứa này không muốn ở chung cái tầng với lại là cô chú anh chị với lại là mẹ với lại ba, muốn riêng tư, private, them wanna private, hiểu không? Đây, nè nãy đây một ca chín xuống đây, nay nó bị lắc rồi mấy đứa ơi, có má kêu một ca tám, mấy bạn ơi thả tim cho nó lên 2000 đi mọi người ơi, chia sẻ la cho nó lên 2000 đi mọi người. 2000 đi mọi người, giúp Bảo lên 2000 nha. Chứ tao nhìn tức quá à. Ok không? Thì á mấy máy này á mới muốn gọi là riêng tư. Xong rồi mấy máy nó chốt cái lầu 5 đó, mà cái lầu 5 nó nằm khuất ở bên trong, cái phải quẹo vô là cái lầu đó là nằm cuối, cái phòng đó là nằm cuối luôn, cái phòng ở lầu 5 nó nằm cuối luôn. Lên trển vẫn có người nha, nhưng mà cái phòng mà mấy đứa này mướn á nó lại rất là khuất. Nhưng mà thôi, kệ, miễn là có được cái view ở đây là được rồi. Miễn là có được cái view ở đây là ok rồi, nó không nghĩ gì quá nhiều nữa. Cái xong rồi lúc mà bắt đầu mà lên trên phòng để nhận phòng á, là lúc đó là trời nó bắt đầu cũng heo hút rồi, nó bắt đầu nó chiều chiều nó tối tối rồi. Thì cái con nhỏ Ly này á thì nó không có sợ ma. Nó không có sợ ma lắm. Sợ ma chỉ là thằng bạn trai nó mới sợ thôi. Thằng bạn trai nó sợ ma cực kỳ, thằng Khải sợ ma lắm tụi em ơi. Thằng Khải nó nhát mà nó sợ ma kinh khủng luôn. Con Ly thì nó không sợ lắm đâu nha, nó kêu là em biết có ma thì biết cũng hơi sợ nhưng mà em không sợ, kiểu vậy thôi. Thì bắt đầu vô trong đó thì hai đứa này á là đã chơi hết ở cái thông cô đơn nhiều ngày rồi, thì bây giờ là tụi nó ở khách sạn đó thì tụi nó chỉ gọi là chơi game thôi. Hai đứa này mới chơi game với nhau tới sáng. Hai đứa này chơi game với nhau tới sáng nha. Cái xong rồi bắt đầu hai đứa này đến răng. Mà trước khi mà hai đứa này vô trong cái phòng này á, là con nhỏ này có nghe theo lời của mẹ nó là phải gõ cửa phòng 3 cái, xong rồi mở cửa ra đứng né qua bên vậy nè. Để tao chỉ tụi bay luôn. Tụi bay đi đâu du lịch cũng vậy, tụi bay gõ cửa phòng 3 cái xong tụi bay mở cửa, tụi bay đứng né ra cho người ta đi ra, là tụi bay đang mời người ta đi ra đó, hiểu không? Đó, tụi bay mời người ta đi ra. Xong rồi tụi bay mới đi vô. Thì con nhỏ này tính làm như vậy, nhưng mà tự nhiên thằng bồ nó tên Khải nha, mở cửa xong đi vô luôn. Thằng bồ của nó mở cửa xong đi vô luôn. Mà thằng bồ nó vừa mở cửa ra, chưa kịp gõ ba cái nha mọi người, thì có nguyên một cái luồng gió lạnh nó thổi ra. Cái thằng bồ của nó nói là trời em ơi sao lạnh quá vậy. Cái má Ly kêu má Đà Lạt tháng 12 mà mày đòi không lạnh. Mày đi Đà Lạt dần nào chưa? Mày có phải người Việt Nam không? Đà Lạt tháng 12 mà Đà Lạt bình thường đã lạnh rồi má. Má này kêu trời sao lạnh vậy em. Đà Lạt tháng 12 mà hả kêu không lạnh. Hề ghê luôn á mọi người. Mọi người comment cái mặt hề đi mọi người ơi. Lạnh xôn lùn là gì? Lạnh xôn lùn sưng. Sưng ghê quá à. Mấy đứa à, được 2000 rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người ơi tiếp tục chia sẻ livestream với Bảo và thả tim cho Bảo nha mọi người. Bạn nào chưa nhấn follow thì nhớ follow bấm dấu cộng nha. Bảo sẽ kể chuyện ma vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần lúc 8:30 tối, và gối ôm an thần là vào thứ bảy lúc 8:30 tối. Mấy bạn thấy cái này không? Cái này là các bạn gửi chuyện ma cho Bảo để Bảo duy trì kể chuyện ma nha mọi người ơi. Sắp hết chuyện ma rồi mọi người, giúp Bảo gửi chuyện ma vô cái Gmail này nha. Đây cái mail này nè, các bạn thêm A cộng vô nha. Chuyện ma cái mail này nè mọi người. Rồi bắt đầu kể tiếp. Thì vô nó lạnh kinh khủng, mà hai đứa này chơi game tới sáng rồi thì hai đứa này mới bắt đầu đi đánh răng. Thì khi mà hai đứa này đi đánh răng á, là đó là lần đầu tiên mà hai đứa này bước vô phòng vệ sinh luôn. Đang đánh răng vậy nè mọi người.
cái đèn chớp tắt chớp tắt. Đang đánh răng vậy nha, cái đèn nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt, như là báo hiệu sắp có chuyện rồi đó. Như là báo hiệu sắp có chuyện rồi. Thì nó cứ chớp tắt này nè. Cái con Ly thì bình thường nghĩ là chắc cái đèn nó bị gì thôi, còn thằng Khải vậy nè. Trời ơi, em ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng Khải nó kêu á mọi người. Thằng Khải nó sợ ma lắm, nó đàn ông mà nó sợ ma lắm nè. Em ơi cái gì vậy? Em ơi cái gì vậy? Mỗi lần mà có chuyện gì nó cứ kêu nhỏ này. Trời, cái gì vậy em? Cái gì vậy em? Nó nói vậy á, nó nói vậy á. Cái xong rồi đi ra ngoài thì tối hôm đó tụi nó quờ hờ tờ giờ. Ý là tối hôm đó là Ly với Khải là đang ấy ấy á mọi người. Đang ấy ấy và đang ở cái thế gọi là ê, chưa đủ tuổi thì đi ra. Không, không, đi được, đúng rồi, đi ra đi kể nó đi xuống like cũng được. Bớt cũng được, không có cho mấy cái đứa mà không có đủ lớn tuổi nghe mấy cái khúc này nha. Không có chịu đó, tôi là tôi không chịu đâu đó, tôi đàng hoàng lắm á. Tôi là tôi lớn rồi, tôi cái gì nó ra cái đó nha. Mời anh chị, 5 phút sau quay lại. Tôi kể hết cái đoạn này, 5 phút sau quay lại. Chưa đủ thì đi ra giùm. Tao lúc này không cần tăng view luôn. Chưa đủ tuổi thì đi ra giùm nha. 5 phút sau quay lại, ok. Thì mấy má này đang ở cái thế gọi là thế gọi là cái gì? Thế cái thế mà truyền thống hả? Cái đó gọi là truyền thống. Đúng rồi, đang ở cái thế truyền thống là nhỏ này nằm dày, thằng này úp lên rồi xong đắp cái mền, hiểu không? Đắp cái mền chừa cái đầu. Đó tụi đây tưởng tượng đi. Đang hành sự thì tự nhiên thằng này đang quá trời luôn, thằng này đang hì hục thì tự nhiên cái máy sấy ở trong phòng vệ sinh nó rớt. Cái máy sấy trong phòng vệ sinh nó rớt thì tự nhiên thằng này đang gì nè. Thằng này quay qua nhìn cái phòng vệ sinh. Nó có nghĩ là hết hồn, trời đất ơi. Em làm mày hết hồn á. Nó có nghĩ là da mạnh, nó làm mạnh quá không? Rung trời lở đất. Làm mạnh, tao nghĩ chắc cũng rung trời lở đất á. Nhưng mà lúc đó là cái chỗ đó nó cứng lắm mọi người ơi. Thì cái giường là cái nó, gì cứng? Cái giường cứng. Cái giường rất cứng cái nha. Cái chỗ đó nó cứng là cái gì cứng? Cái giường rất là cứng nha mọi người, cho nên là khó để mà nghe tiếng động lắm. Thì cái lúc đó là tự nhiên có cái máy sái rớt. Tại sao biết nghe cái tiếng máy sái rớt? Tại vì nghe cái cọp, nghe là biết là cái đó là cái gì luôn á. Là nghe mình cái gì rớt là mình biết cái đó là cái gì luôn. Thì thằng đó nó im một hồi, cái nó không nói gì hết. Cái nó quay vô nó nhìn nhỏ nó tiếp, cái xong nó tiếp tục nó làm tiếp. Thì tự nhiên nghe tới cái là cái rửa tay, cái đó gọi là cái gì ta? Cái xà bông. Cái chai xà bông rửa tay nó rớt xuống. Là kế đó nó có chai xà bông rửa tay Lifebuoy á. Cái tụi em biết cái chỗ mà cái chai xà bông rửa tay Lifebuoy không? Nó để đó rớt xuống. Thì thằng này á nó kêu, nó nhìn nhỏ này nó kêu, đang làm này nó xong nó kêu, em ơi cái gì vậy em? Cái xong thằng này nó bò từ từ ra khỏi người nhỏ này xong nó đắp mền, nó kêu em ơi cái gì vậy em? Cái mặt của cái thằng này kiểu giống như là muốn con nhỏ này á, là mặt của thằng Khải là muốn con Ly đi vô trong phòng vệ sinh xem á má. Con Ly nó cũng sợ quá trời, con Ly nó nằm chùm mền vậy luôn. Cái xong rồi một hồi sau thì con Ly á nó mới đứng dậy để gọi là nó mặc đồ vô. Tại vì nó lạnh quá mà phải mặc đồ vô thôi. Thì hai đứa này mới kêu là cái gì? Người kêu Khải boss hả má? Ngài thật, Khải là ông gì, ông chủ hả? Con ma đang độc thân. Ừ chắc tao gặp con ma tao cũng quậy vậy á. Nếu em là con ma em có quậy gì không? Có. Ừ tao quậy bôn lành luôn á, thiệt. Tao rí vô tai á, tao kêu là nữa đi, mạnh lên. Tao rí vô tai á. Nói nhẹ em nói nhỏ quá. Anh mà là con ma đó anh sẽ làm giống như quân đội á. Lên xuống, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tao mà là con ma đó tao quay qua tao không có nói thì thầm, nó kêu rồi bắt đầu chưa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Xong con ma nó rí tai nó kêu nữa, lẹ tới tao. Lẹ trời ghê quá à. Cái xong tự nhiên con ma thôi rồi Khải ra đây. Mọi người ơi đừng quên chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Mọi người ơi bạn nào mà chưa, trời ơi vậy là tính ra thành tree rồi đó. Tính là không có nói ra nè, thành tree rồi, thành ba rồi. Thành ba rồi. Lẹ tới tao. Ghê quá à. Con ma nó muốn vô, con ma đó. Ê con, nhiều khi con ma đó nó có con chim xanh. Con ma đó con chim xanh nha. Ma là hot Twitter đó. Con ma là hot Twitter đó. Rồi ok bắt đầu tiếp nè. Thì cái lúc này là thằng này nó sợ quá, nó chui xuống, thằng nhỏ này mặc đồ vô rồi. Thì hai đứa nói là không lẽ bây giờ là mình chạy ra ngoài sao? Không lẽ bây giờ là mình chạy ra ngoài sao? Tại vì chạy ra ngoài giờ này nó cũng vắng nữa, tối thui à, khuya sợ lắm. Thì thằng này mới kêu là thôi hai đứa mình mặc cái hoodie vô cho đỡ lạnh rồi ngủ luôn đi em. Thì thằng này mặc hoodie vô, nhỏ này mặc hoodie vô. Sáng nhỏ này tỉnh dậy mới sợ nè. Cái khúc này á bạn nói là tuy rằng là tụi em không nhìn thấy ma, tụi em không nhìn thấy nhưng tụi em chỉ cảm nhận thôi, nhưng mà nó rất là sợ là gì nè.
tụi bay biết á là tụi bay mặc hoodie á là cái nón hoodie nó phải ở đây đúng không, là nó phải nằm gọn đầu tụi bay đúng không. Hai đứa đó nha, mặc áo hoodie nha, là mặc áo đi ngủ nha, là mặc rất là đàng hoàng. Sáng tỉnh dậy là thấy cái hoodie nó bị mặc ngược. Nó bị mặc ngược là cái gì? Là cái nón nó ụp vô cái mặt vậy nè. Mà trời đất ơi, tụi bay nghĩ là do nó ngủ mớ chứ mẹ nào làm vậy. Hai đứa đều bị luôn. Mà mớ thì mớ một đứa thôi, sao mà hai đứa đều bị luôn. Cái vấn đề là tỉnh dậy, nhỏ này hết hồn luôn, nhỏ này sợ. Tại vì á, không ai mà mặc hoodie đi ngủ mà mặc như vậy hết. Mà hồi hôm qua không có mặc như vậy, mặc đúng chiều bình thường. Trời đất ơi, tỉnh dậy nhỏ này tưởng thằng này giỡn, nhỏ này kêu thằng này dậy, chửi này quá trời luôn. Anh ơi đừng có giỡn anh ơi, sao anh nói anh sợ ma mà anh giỡn vậy. Thằng này mới kêu là trời đất ơi em ơi anh sợ ma gần chết luôn á, làm sao mà anh rảnh đâu mà anh tỉnh dậy để làm cái này, anh đâu có rảnh đâu. Mà giống như là ai đó cởi cái hoodie của tụi này ra xong rồi mặc ngược lại cho tụi này vậy đó. Mày dâm điên. Cái xong rồi tối á thì bắt đầu sợ, bắt đầu sáng rồi chuẩn bị ăn sáng gia đình thì mới đi xuống, không có dám kể cho gia đình nghe. Lấy cho anh cái ca nước đi. Không có dám kể cho gia đình nghe đâu. Không có dám kể cho gia đình nghe, tại vì sợ gia đình mất vui. Thì mới gia đình lúc đó thì chỉ mới là chuyển sang một cái khách sạn khác. Ta không biết lý do tại sao mà chuyển sang khách sạn khác. Nhưng mà chuyển sang khách sạn khác thì không phải là con Ly với thằng Khải bị, mà là ông cậu, ông chú hay ông cậu, ông cậu của nhỏ Ly với lại bà bồ của ông cậu bị vậy nè. Để bà uống miếng nước cái. Bảo ơi em. Rồi hết khúc đó rồi. Bây giờ tụi em vô đông lại cho anh đi. Tụi em thả team share livestream cho anh đi mọi người ơi. Mọi người ơi, trời đất ơi, 1.000 năm bạn share rồi. Mình nói thiệt luôn á, các bạn ngày mai nha, các bạn sẽ nhận được một cái thông điệp, đó chính là da mặt các bạn tự nhiên ngủ dậy cái mặt da mặt của bạn như chán gương luôn á, thiệt luôn á. Chưa thấy ai mà tốt bụng mà đáng yêu xinh xắn như mấy bạn luôn á, thiệt sự luôn á mọi người ơi. 1.000 năm người chia sẻ livestream này, ngày mai sẽ nhận được cái gương mặt trắng gương nha mọi người ơi. Rồi ok, mình sẽ kể tiếp, cảm ơn Darling nha. Thì cái chuyện tiếp theo, không, cũng cái chuyện đó nhưng mà nó ở khách sạn khác. Thì cái bà bồ của ông đó mình xin phép đặt tên đi ha. Ôi 1K6 là vui quá. Bà bồ đó tên gì ta? Tú Phương đi. Cái bà đó là bà Tú Phương. Thì tối bà ngủ trong cái khách sạn mới, thì bà nằm mơ bà thấy có một nhỏ kia nó lùn lắm, mà tóc nó xù tới dưới cái đầu gối luôn, mà nó mặc cái đầm trắng, mà cái đầm trắng là nó dơ tới mức độ là nó chuyển sang màu be luôn rồi. Nó dơ tới mức độ mà nhìn nó như cái rèm cũ vậy á. Trời ơi, cảm ơn bạn thích uống nha. Cảm ơn bạn thích uống bia nha, nhỏ này dữ kìa đó. Tặng cái bông hoa, cảm ơn. Rồi, xong rồi á, thì nó thấy cái người đó nhìn nó, mà nó biết là ma rồi. Nó nhìn cái là nó biết là ma rồi. Cái xong rồi hả, nó giả bộ nó không thấy. Nó giả bộ nó mở mắt ra, cái xong nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó kiểu giống như là trời ơi, tối rồi hả, chưa sáng hả ta. Xong nằm ngủ tiếp, hiểu không? Nó giả điên, nó nằm ngủ. Nhưng mà riêng cái ông cậu của con nhỏ Ly này á, mình xin phép đặt tên đi ha. Ông cậu nhỏ Ly này nè, tên gì giờ? Tên gì giờ? Tên Sơn đi ha, tên Sơn đi. Ông cậu nhỏ đó tên Sơn. Thì ông cậu lại nằm mơ thấy con nhỏ nó y chang luôn. Là một cái con tóc xù dài mà lùng, mặc cái đồ mà màu cháo lòng á, cái váy trắng màu cháo lòng, cầm, nhưng mà với ổng thì ổng thấy là nó cầm cái búa trên tay, nó cầm cái búa vậy nè, nó nhìn ổng vậy nè. Cái xong ổng nhìn nó, đàn ông thì khác mọi người ơi, đàn ông thì kiểu giống như là thấy cái gì thì nhìn cho kỹ á, thấy cái gì thì lại nhìn cho kỹ á, hiểu không? Cái ổng nhìn kỹ coi là con nhỏ này là nhỏ nào, tại sao trong phòng của ổng lại có con nhỏ nào nhìn dị vậy. Ông nói là nhỏ nó nhìn dị quá. Nhỏ nó gì mà lùng mà tóc xù mà xù tới đầu gối mà mặc cái đầm be. Ông nói chỗ nhỏ này nhìn dị vậy trời. Ông đang nhìn kỹ coi nhỏ này nhỏ nào, hiểu không? Thế xong rồi nó cầm cái búa nè, nó tiến lại, nó đánh ổng. Mỗi lần nó đánh ổng là nó né. Ổng nằm mơ nha, là ổng thấy ổng chiến đấu với nó luôn á. Nó đánh ổng cái nó né, nhưng mà không hiểu tại sao ổng không quýnh lại nó, mặc dù ổng cao to hơn nó nha. Giống như là cái con nhỏ đó nó set up cho cái giấc mơ là cái ông này là chỉ bị nó quýnh thôi. Ổng chỉ có thể né được nó thôi chứ ổng không quýnh lại được nó.
mà ổng cứ né nó vậy nè mọi người, nó cứ quýnh ổng rồi xong rồi nó dí ổng chạy, nó dí ổng chạy vòng trong cái phòng nè, ổng chạy cho tới sáng luôn. Ổng nói là ổng chạy hả hoài cho tới sáng 5 giờ ổng tỉnh dậy luôn. Là vợ ổng kêu ổng dậy á, là cái lúc này là cái bà bồ ổng á, là cái bà đó đó, cái bà bồ ổng á, tên gì quên này, bồ ổng tên gì mấy bạn, bà bồ ổng tên gì tôi quên này, Cấp Tiên không, Ly, bà Ly không, bà Ly là Ly với Khải mà, Tú Phương má ơi, mấy má này không nhớ vậy trơn, tao còn nhớ Ly với Khải là đầu tiên tao nói, sau đó là cậu con Ly bị, là cậu con Ly là ông Sơn đó. Nhưng mà Tú Phương bà kêu là anh ơi dậy đi sáng rồi, anh ơi dậy đi sáng rồi, mà thiệt ra là bà ngủ được, ngủ lại được có chút xíu mà bà sợ quá, bà phải kêu chồng bà dậy ngay đúng 5 giờ mà Đà Lạt đổ mồ hôi. 5 giờ sáng ngủ mà Đà Lạt đổ mồ hôi, tụi bay hỏi coi, 5 giờ sáng ngủ mà Đà Lạt ổng đổ mồ hôi, ổng chạy mà trong giấc mơ ổng chạy tới mà tới nỗi mà ở ngoài ổng đổ mồ hôi luôn á. Cái xong rồi hả, sáng hôm sau là cái ông này, riêng cái ông này thì cũng kể, ông kể lên cho mẹ con Ly nghe. Thì bắt đầu là mẹ con Ly mới hỏi là tụi bay có nằm mơ thấy cái gì không. Thì con Ly nó nói là nó kể là tụi bay mẹ con Ly hỏi là tụi bay có thấy cái gì trong phòng tụi bay không. Thì con Ly nó mới nói là không, ở cái nhà chỗ này thì không thấy, nhưng mà con ở cái khách sạn cũ thì con thấy đó gì đó. Xong rồi nguyên gia đình sợ quá, gọi là bút xe chạy về Sài Gòn luôn. Nguyên gia đình sợ quá bút xe chạy về Sài Gòn luôn. Trời ơi, tôi kể từ hồi 8 giờ rưỡi mọi người ơi, cái lịch của tôi á, cái lịch của tôi á là kể chuyện ma vào lúc 8:30 thứ tư thứ sáu hàng tuần, lúc 9 giờ tức lúc 8:30 thứ tư thứ sáu hàng tuần. Với lại tôi có bán chân gà nè, mọi người order chân gà cho Bảo nha mọi người, ngon lắm nha mọi người ơi, chân gà mình ăn miếng chân gà cho mọi người xem. Trời, cảm ơn các bạn nha, bạn nào mà đã order rồi các bạn giúp Bảo một cái là gì biết không, mấy bạn mà mua cho Bảo rồi đó, mua ủng hộ Bảo rồi đó, các bạn quay clip các bạn ăn đi cho Bảo xem cái miệng các bạn ăn, để Bảo post lên trên cái IG của Bảo nha. Trời ơi, ngon lắm mọi người ơi, cái chân gà này, chân gà sốt anh Bảo Chu nha mọi người ơi, ngon lắm nha. Ăn miếng kể tiếp mà. Mua ở chỗ nào kìa, đưa cái IG ấy. Nè không? Mua ở đây nha. Nè, các bạn giúp Bảo follow cái này luôn nha. Đưa vô. Nè, cái này nè, ăn vặt chấm dính quá ta. Thấy không, cái IG. Mọi người ơi, giúp Bảo cho lên 300 follow mọi người. Ăn vặt chấm dính quá ta nè mọi người ơi. Đó, mọi người vô cái IG đó nha. Chân gà nè, ngon lắm mọi người. Chân gà ship trong thành phố nha. Quận 4, quận 8, quận 7 là có thể tôi sẽ đi ship nha mọi người ơi. Ngon thiểu. Ship tỉnh là phải trên 10 đơn á, 5 đến 10 đơn thì mới ship tỉnh được. Ship tỉnh là phải trên 5 đến 10 đơn mới ship được nha mọi người ơi. Bây giờ mình kể tiếp. Chuyện này là đi Malai gặp ma. Ghê quá mọi người. Nhưng mà cái này cái duyên nữa. Nước xuống. Để sẵn cái cha ca ở đây luôn đi. Đi Malai cái gặp ma. Má nào đi Malai rồi giơ tay lên. Hồi đó tao đi Singapore rồi nè. Tao đi Singapore cái tao đi taxi, cái ông kia chửi tao quá trời, tao không hiểu tại sao ông chửi tao luôn. Tao kêu á là can you stop để I'm go to market to buy the emerald Embla. Kiểu như là ông có thể dừng lại để cho tôi hả, tôi đi mua cái dù được không. Không hiểu sao ông chửi tao tiếng Trung luôn má. Gặp tao yếu tiếng Trung, tao đâu có biết tiếng Trung đâu, chửi tiếng Anh nhiều khi tao còn không hiểu nữa. Mà hả, ông chửi tao quá trời luôn, tao đi Singapore. Malai thì gặp ma đúng rồi hả? Ivy. Ê Ivy, bà có chuyện Malai, Malai thì ma kể tôi nha bà. Gửi vào cái đây nè, chuyện ma bảo bay 444 nè mọi người ơi. Tôi đang thu thập chuyện ma quốc tế, mọi người gửi cho tôi chuyện ma quốc tế đi. Ma Việt Kiều nè má, xin phép đặt tên, xin một cái tên của cái bà đó đi mọi người ơi. Trời ơi, chân gà ngon lắm mọi người ơi, xuất sắc. Chân gà sốt anh Bảo Chu nha. Tên gì ra? Tên Tú đi. Tên Tú.
Thì cái bà này á, bà đi với một người bạn. Bạn bà tên gì ta? Bạn thân của Tú tên gì ta? Hằng. Bạn thân của Tú tên Hằng đi. Bà đi với bà Hằng. Thì hai bà này đi chơi với nhau. Má hai nhỏ gái đi chơi với nhau. Gan ha mọi người. Tính ra là ok á, hai nhỏ gái đi chơi với nhau mà đi Malai. Thì đi một hai ngày đầu á, khi đi một ngày đầu, hai ngày đầu là bắt đầu sát một buổi chiều của ngày thứ hai á, đang đi bình thường thì tự nhiên nóng ran người luôn, là thấy có chuyện rồi đó má. Mà bà Tú á là bà rất là khỏe, bà mập lắm, được cái là bà đô đô con nha. Bà Tú là thuộc dạng người đô con nha, mà bà mập mập xong rồi hả, bà khỏe lắm, bà đi bình thường, trời ơi đi mà leo núi này kia là vua tư, vua tư không có bị gì hết. Tự nhiên đi, mới đi chưa được nhiêu hết cái bà mệt người, cái bà lạnh cái óc, bà mới kêu là ê chắc trúng gió rồi. Cái mà cái gặp cái bà Hằng, bà đang đi chơi, bà đang vui, bà có thể tự đi một mình, kiểu mà cũng lớn rồi, ai cũng lớn tuổi rồi hiểu không, cho nên thành ra là tự giải quyết, tự lo cho mình được. Thì cái xong là bà Tú bà mới kêu là thôi vậy thì mày đi chơi tiếp đi, lát hồi mày về mày mua thuốc cho tao nha Hằng. Thì hai bà này đều biết tiếng Anh, đều biết tiếng Anh hết. Thì bà đó mới về khách sạn. Thì bà mới về khách sạn, mà cái khách sạn của bà nhìn đúng bí bách luôn. Cái khách sạn ở bên chỗ, ê tao nói nghe nha, không biết, tao chưa đi Mã Lai bao giờ nha, nhưng tao đi Sinh rồi. Sinh nó không có giòi xịt đít, phòng vệ sinh nó không có giòi xịt đít. Lúc đó tao hoang mang luôn á, tao chạy ra tao hỏi cái ông mà kiểu giống như là tiếp tân đó, tao nói là tại có cái phòng nào mà có giò đít không để đỡ cho tôi. Cái hả, ổng kêu là in Singapore we don't have giò xịt đít, we have paper, you can use paper. I'm kiểu giống như là what, hả, không có giò xịt đít, không có, we don't have giò xịt đít. Tôi sốc quá trời luôn, tao đi Singapore mà tao hết hồn luôn tụi bay. Từ đó về sau tao cảm giác như là trời ơi, Việt Nam ơi, đi đâu cũng có giò xịt đít. Thiệt luôn á mọi người ơi, phải có giò xịt đít mới sạch được chứ, tao không bao giờ tao dùng giấy được. Mỗi lần á hả, mà tao đi là tao như nhộng luôn á, mỗi lần tao đi về là tao như nhộng luôn, tao phải có giò xịt đít, tao mới cảm thấy, mới gọi là thấy clean, clear được cái đó. Tao không thể nào mà tao dùng paper được, tao phải bắn để cho nó rớt, hiểu không? Tao không thể nào dùng paper được, tao cảm thấy nó dơ lắm, không bao giờ tao dùng paper cả. Mà nó không có giòi đó, tao khóc hoài luôn mày. Tao kiểu trời ơi, tao nhịn luôn. Tao đi ăn Chinatown ha, tao đi ăn Chinatown, tao ăn đúng nhiều luôn. Mà đau bụng hả, tao đợi về Việt Nam mà tao đi, tao nhất quyết không đi ở đó. Không đi là không đi, tao nói với cái bụng tao nè, táo bón đi mày. Tao về tao nói chuyện với cái bụng tao nè, táo bón đi, tao không có đi đâu. Về Việt Nam mà tao xả, ở đây không có giờ đứt. Tao nói với cái bụng tao vậy, mà nó táo bón thiệt nha má. Nó táo bón thiệt, nó không đi là không đi. Gặp anh nữa, anh không có đi y chỗ lạ được. Kiểu cảm giác như là chỗ đó phải sạch cực kỳ luôn á, hoặc là anh phải rửa cho cái phòng vệ sinh ở chỗ đó nó sạch theo ý anh nha. Anh dùng xà bông anh chùi theo ý anh cho nó sạch nha, thì anh mới cảm giác anh đi được. Anh không thể nào đi được cái chỗ lạ. Mà hồi đó tao đi Chinatown, không biết con nhỏ đó còn follow tao không. Nhỏ đó nhỏ bé fan tao, để tóc ngắn như nè, chạy vô xong nó chạy ra xong nó chạy vô lại một lần nữa. Cái nó tao đang đứng ở cái quầy bán nước á, nó kêu anh có phải là anh Bảo không? Trời đất ơi, không ngờ gặp anh ở đây. Tao cũng sốc ghê á, qua Singapore tao gặp fan. Bé fan nó dễ thương lắm mà không biết giờ nó còn follow tao không nữa. Tao còn, nói chung là con bé đó dễ thương cực kỳ luôn. So cute luôn, đi du học ở Singapore. Quay lại câu chuyện thôi, ok ha. Thì bà mới bật tivi, bà thấy cái phòng nó ngột ngạt quá, thì bà mới bật tivi. Khi bà bật tivi á, thì không hiểu sao cái tivi nó chuyển kênh. Cái tivi nó tự chuyển kênh luôn, xong nó lắc vậy nè. Bà bấm lại cái kênh kia thì nó lại chuyển lại cái kênh kia, hiểu không? Bà bấm cái kênh này nó lại chuyển sang cái kênh khác. Bà bấm cái kênh này xong nó lại chuyển sang cái kênh khác. Cái xong rồi hả, bà mới chạy lại cái tivi, bà dỗ cho cái tivi. Bà dỗ như là bóp bóp bóp. Bà tưởng cái tivi bị hư.
Ủa mà sao sửa tivi kiểu gì lạ vậy má? Ý là mỗi lần sửa là phải giọng dễ hả? Bà giỏi nè, 1, 2, 3, gặp cái thứ tư gặp mày trả luôn. Kiểu 1, 2, 3, giỏi vậy nè. Cái tivi tự nhiên nó xịn lại nha má. Thì lúc này bà mới ra sofa bà nằm bà ngủ. Bà ra sofa bà làm bà ngủ ha. Thì tự nhiên bà ngủ một hồi cái người bà cứng đơ luôn. Cái bà nghĩ là à chắc mình bị ngủ một tư thế mà ngủ lâu quá thì mình bị máu dồn, máu kiểu mà máu nó không có lưu thông. Cái tự nhiên khúc này mới mắc cười nè. Lộn, khúc này mới sợ nè. Có nghe bà nằm sofa bà nằm dày đi. Thì tự nhiên bà thấy có một cái tay á. Có một cái tay nó chồi lên. Có một cái tay nó chồi lên vậy nè. Có một cái tay nó chồi lên. Xong rồi bà mới nhìn lại cái tay của mình á, hiểu như mà hai cái tay bà đang dày luôn rồi. Thì tự nhiên cái tay đó chồi lên, xong rồi có nguyên một cái người đen xì, nó chui từ dưới cái sofa, nó chui, tại vì cái sofa nó có một cái lõi á, nó chui từ dưới cái sofa, nó chui lên vậy nè, xong nó nhìn bả vậy nè, mà cái mặt nó không có cái mặt luôn, nó giống như là vô diện vậy đó, nó không có mặt. Cái xong rồi hả, nó nhìn bả mà nó nói tiếng Mã Lai, nó nói tiếng Mã Lai, nó nói nghe là biết nó nói tiếng Mã Lai rồi, gặp má này đâu có hiểu đâu. Không lẽ giờ má này sợ quá, không lẽ giờ má này kêu can you speak English, hiểu không? Má này sợ quá, má này cứng đơ người vậy nè má. Má này nhìn má kia, mà cái má đen xì đó, má nói tiếng Mã Lai mà má giống như cái giọng là nghe giống như là cái giọng chửi vậy á. Cái giọng á là cái giọng chửi. Thí dụ mà mày nói tiếng Mã Lai á, mà mày nói bình thường thì là chỉ là nói chuyện thôi, nhưng mà cái tông giọng á giống như là cái người đó đang chửi bả vậy á. Lúc đó bà bị đè rồi, tâm trí đâu bà Google dịch hả má? Tâm trí đâu bà Google dịch nữa. Cái xong là bà sợ quá, bà niệm Phật. À, bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xong rồi bà vừa niệm cái con ma nó nói một câu cuối thôi. Bà vừa niệm cái con ma nó chốt một câu cuối, nó hét vô mặt bà một câu cuối, xong nó bóp cổ bà là bà cứng họng luôn, bà không có niệm được. Lúc này bà cứ bà cứ ực ực vậy đó. Bà cứ ực ực như vậy hoài luôn, mà cái con ma nó bóp cổ bà càng ngày càng mạnh nha. Cái xong rồi tự nhiên lúc này may sao quá, bà Hằng về. Trời ơi, bà Hằng về. Cái bà Hằng về bà mang một đống đồ ăn luôn. Hai chị em gọi là Tú với Hằng là mập y chang nhau vậy đó. Bạn thân mà mập y chang nhau, mang về một đống đồ ăn luôn. Cái xong rồi cái bà Hằng kêu là: "Ôi trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy?" Cái xong rồi bà chạy vô, bà lấy cái bà Tú dậy. Thì lúc này bà Tú kêu: "Bà Tú gì nè?" Cái xong rồi hả, bà Tú hả, bà mới nhìn bà Hằng, bà mới nói là hồi nãy tao thấy có một cái bóng đè tao. Thì bà Hằng bà mới nói là tao vừa vô là tao thấy mày tự bóp cổ mày rồi. Mày làm cái gì mà mày tự bóp cổ mày ghê vậy? Cái xong rồi hả, nhìn lại vô trên cái cổ nha. Có nguyên một cái dấu tay, mà dấu tay y chang như của người đàn ông, mà cái tay cũng đúng thật á là bà Tú cũng có hơi phẩm pha một chút xíu. Nhưng mà cái tay của bà không thể nào mà bự như cái tay đàn ông được. Cái xong rồi mới bóp cổ và thấy nguyên một cái tay, dấu tay của người đàn ông vậy nè, sợ quá. Thì cái bà này bà mới kể cho cái bà kia nghe. Thì cái bà kia bà mới cũng không biết phải làm cái gì á, bà nói là thôi chắc mình đổi phòng đi, mình đổi sang một cái phòng khác là chắc hết, là chắc cái phòng này nó có ma, nó có ma, cho nên thôi mình đổi phòng đi. Thì mới đổi sang cái phòng khác, tối bị đè tiếp mà nó lại tiếp tục nói tiếng Mã Lai. Mà cái bà kia thì bà ngủ kế bên. Nó tiếp tục nó nói tiếng Mã Lai ha. Mà nó nói hả, nó nói gì, nó nói quá trời. Nó nói như là nó chửi. Nó chửi từ cái phòng bên kia, nó chửi chưa đã, nó chửi sang phòng bên này, nó chửi tiếp. Mà kỳ này ha, nó đánh bả. Nó đánh bả nè. Nó quýnh búp 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 búp. Sau đó bóp cổ bả tiếp. Thì cái lúc này bả quay qua bả kêu: Hằng ơi. Mà cứ lay cái bà Hằng vậy hoài. Bà Hằng không có dậy. Là cái bà này bả phải cương với con ma. Có nghĩa là bà này bả bị con ma đè, bị con ma đánh, mà bả phải cương với con ma cho tới sáng luôn. Mã Lai bạo quá. Mã Lai Malaysia. Yeah. Bả lì á, bả quýnh mà gặp bả là vui lì đòn. Trời ơi, bả cương với con ma tới sáng, bả không ngủ được luôn, bả cương với con ma tới sáng. Cái xong rồi sáng sau bả kêu là: "Sao? Sao tao kêu mày dậy mà mày không dậy?" Cái bả kêu là: "Tao đâu có biết gì đâu." Bà Hằng bả nói: "Tao không biết gì hết." Cái xong rồi nói là bây giờ đổi phòng cũng không được nữa. Giờ phải làm sao? Thì mấy má này không biết là bị tại sao bị lý do gặp ma như vậy. Thì cái bà Hằng mới nói là chắc đi kiếm thầy đi. Mà đâu có biết tiếng Mã Lai đâu má. Mà cũng mới tới Mã Lai có mấy ngày à.
chân ướt chân ráo mà đòi kiếm thầy là kiếm sao? Ở Việt Nam mà kiếm còn khó nữa, đúng không? Trời đất ơi, ở Việt Nam mà kiếm còn khó thì bây giờ mày đi đâu? Trời ơi, thích uống bia tặng quá trời vậy. Cảm ơn thích uống bia nha. Rồi, xong rồi hả, thì mấy má này cứ đi vòng ở trong cái khu đó mà đi tìm thầy á, mà không biết làm sao mà để tìm, mà cái người của cái bà Tú á càng ngày là càng suy rồi. Càng ngày là càng kiểu mà hớp vô, mà cái mình thì vẫn mập nhưng mà cái mặt thì hớp. Tại cái mặt đâu có ngủ được đâu. Mà tức ghê, nó xuống thì nó xuống cả người đi, không má, nó xuống đúng có cái mặt à. Nó xuống đúng có cái mặt thôi. Là cái mặt nó hớp vô như nè, nó xuống đúng một cái mặt thôi, còn cái người thì bự thì vẫn bự thôi, hiểu không? Tức quá trời tức luôn. Xong rồi thì lúc này bị suy kiệt quá, mà cứ là ngủ là cứ thấy con đó nó xuất hiện, ngủ và cứ thấy cái con mã lai đen xì đó nó xuất hiện, thì mới đi vô bệnh viện. Cái lúc này là hai má này bệnh rồi, thì bắt đầu là má này mới đi bệnh viện. Ở trong đó thì tự nhiên cái bà Hằng, bà đang ngồi đó, thì có một cái bà kia, mình xin phép được đặt tên bà đi ha, cho mình một cái tên đi. Cho mình một cái tên đi mọi người ơi. Đâu bé Quân đâu? Ghê quá hả? Bé đi làm về rồi hả? Cái bà đó bả tên là bà Vân Anh đi. Bà Vân Anh. Thì cái bà Vân Anh này nè, bả kiểu bả chạy lại, bả speak Vietnamese nha má. Bả speak Vietnamese, bả kêu là cái chị đó bị lâu chưa? Cái xong bà Hằng bả nó, bả hết hồn, bả nghe tiếng Việt bả hết hồn. Bị gì? Cái chị đó bị ám lâu chưa? Là ý là cái bà Vân Anh đó là bà cũng nhìn lớn tuổi rồi, thì bà mới hỏi cái cô đó bị lâu chưa. Thì cái bà Hằng mới kêu là, ủa người Việt hả? Đúng rồi, cái cô đó bị ám lâu chưa. Thì bà kia mới nói, trời đất ơi, sao cô biết là bạn con bị ám? Thì bà nói là cô làm thầy mà, cho nên là cô thấy được. Trời đất ơi, hay vậy má, may ghê nha má. Thiệt luôn á mọi người ơi, cái kiểu giống như là cái duyên của mấy bạn á, nó sẽ được sắp xếp sẵn hết trơn rồi, cho nên là mấy cái này á là tự nhiên nó tới à. Tới một cái lúc nào đó tự nhiên cái người đó cần giúp là cần xuất hiện, là khi mà các bạn cứ thôi thúc cái việc mà gọi là truyền cái năng lượng á. Ủa cái gì mà lên tới 530 dữ vậy má? Cảm ơn Kim nha. Các bạn cứ thôi thúc cái năng lượng mà vũ trụ á thúc đẩy á, thì tự nhiên các bạn sẽ tới cái nơi các bạn cần tới thôi, gặp cái người cần gặp thôi. Chịu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Người chúng ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Đánh bà thì có thắng có thua có lỗ. Đúng rồi, đánh bà thì có thắng có thua có lỗ. Có người thì nhốt, có người thì thúi mấy con heo. Đặc biệt là con nào là theo chuồng heo bích là hay dễ thúi lắm. Cho nên là hãy nhớ là thảy heo ra để đây đi rác, đừng giữ heo lại ấm heo, hiểu không? Thảy heo ra để đi rác, đừng giữ heo lại để ấm heo, hiểu không? Đó. Ủa khoan, ủa sao tự nhiên đỏ đen vậy trời. Rồi xong. Rồi. Thì cái lúc này á, thì cái bà kia mới nói là con nhỏ Hằng nó mới kể hết cho cái bà Vân Anh nghe. Thì cái bà Vân Anh kêu là thôi bây giờ cho chị ấy xuất viện đi, xong rồi về đi rồi tôi giải quyết cho. Trời may ghê má. Trời lúc đó chắc hả là ông bà độ hả, ông bà gánh dữ lắm cho mới gặp được cái bà Vân Anh đó, tao nói thiệt. Thời tới. Ông bà gánh dữ lắm mới gặp bà Vân Anh đó, tốt nhất là về Việt Nam mà hả đốt cái salam bá cho ông bà đi trước, chứ ông bà cũng mỏi lưng lắm rồi đó. Cái xong rồi hả ơi, bà Vân Anh về. Thì cái lúc này á, bà Vân Anh bà mới kêu là ngồi xuống đi để bà tụng. Bà lập bàn thờ ra bà cúng. Xong rồi bà kêu là ngồi vô cái chỗ đó, bà chùm cái vải đỏ lên trên người của cái bà Tú á. Thì bà chùm cái vải đỏ để bà kêu cái người đó lên. Thì cái người đó lên, người đó nói tiếng Mã Lai. Mà được cái sao là cái bà này bà cũng nói tiếng Mã Lai luôn má. Ê, bà này là bà là cái bà Vân Anh, bà là người Việt. Không, bà là người Việt Lai Mã Lai. Có nghĩa là ở bên Việt Nam, ở bên người Việt mình ở bên Mã Lai cũng nhiều mà. Người Việt mình ở bên Sing với bên Mã Lai nó cũng khá là nhiều luôn nha mọi người ơi. Cái gì mấy má này ngủ linh 16 có nên rút không? Gặp tao 16 tao rút nha. Tao không bao giờ dằn dơ hết trơn á. Gặp tao 16 là tao rút. Không bao giờ anh tụi bay dằn dơ hết. 16 là rút nha. Cái xong rồi á, thì lúc này á thì bả mới kêu cái người đó lên, người đó mới nói tiếng Mã Lai với bả. Cái bả đó mới hỏi là tại sao đi theo cái người nữ này. Thì cái người đó nói là tại sao đi theo cái người nữ này mà hại người nữ này.
thì cái người đó mới nói là ban đầu không có muốn hại, ban đầu dần nhỏ lại không thôi là bị dính bản quyền á, ban đầu là không có muốn hại đâu, chỉ muốn đi theo cái con nhỏ này để được sống kiếp người thôi, có nghĩa là lâu lâu nhập vô trong người con nhỏ này tại thấy nhỏ này ăn ngon quá. Tụi bay thấy chưa, thứ nhất á là bữa giờ tao kêu tụi bay đi ra ngoài đường á, tụi bay đừng có hát đúng không, ma theo đúng không, cái bà này, cái bà Tú này bà ăn ngon quá, nhìn cái miệng bà ăn ngon quá, mứt băng á, mứt băng ăn ngon quá, nhìn ăn ngon quá, đi theo để được ăn, để được ăn, trời ơi má ơi, quá nhiều lý do luôn, muôn vàng lý do bị đi theo luôn má. Thôi tụi bay khỏi luôn đi, tụi bay khỏi kiêng nữa, giờ đi ăn, đi theo nhìn miệng thấy ngon quá cái đi theo má. Ăn ngon cũng bị theo nữa. Khỏi, khỏi kiêng luôn đi nha. Muôn vàng lý do luôn, muôn vàng lý do luôn. Nó kêu chứ thấy nhỏ, thấy miệng nhỏ này nhìn ăn ngon quá, đi theo là để nhập vô, để sống kiếp người, để được ăn giống nhỏ đó. Nhưng mà hả, tự nhiên về á, cái tôi bật tivi, cái kênh tôi thích á, cái nó bật qua lại cái kênh của nó. Rồi hả, tôi đang nhập vô, tôi đang ở trong cái tivi, để tôi bật chỉnh cái tivi, nó đập vô trong cái tivi, nó đập lên đầu tôi mấy cái, có nghĩa là cái lúc mà bà đập á. Cái lúc cái tivi bà đập lại cho nó hoạt động lại bình thường là con ma đang ở trong cái tivi. Bà đập gì nào? 1, 2, 3 cái thứ tư gặp bầy trả luôn. Mà lúc đó nó nói là bà đập lên đầu nó nên nó ghét, nó bóp cổ bả. Giờ tao mới hiểu lý do tại sao nó chửi bả quá trời luôn. Bả giành cái tivi của nó mà bả còn đập đầu nó 3 cái nữa. Đập sao? 1, 2, 3 là đập cái tivi nè. 1, 2, 3 là cái tivi nó 1, 2, 3 như chém á hả? Là đập như chém vậy đó. 1, 2, 3 cái đô thông mà. 3 đô thông. Hôm qua tao đi xuống 3 đô thông nha, tao kể cho mày nghe, tao đánh bài với nhỏ bạn tao, tao đi xuống 3 đô thông. Đôi 3 đô thông của tao là hang đầm, hang già, hai con xì, mà hai con xì của tao là hang xì đỏ luôn nha má. Tao vừa xuống 3 đô thông, tao mừng quá trời luôn, tao nghĩ là tao đi hả 3-4 năm tao về mẹ nó rồi. Má nó xuống 4 con 9. Má tao ngồi tao cười hoài luôn, tao tưởng tao về 3-4 năm, cái 3-4 năm nó có tao ấm tới cuối luôn. Nó xuống 4 con 9. Hèn chi tao thấy trong bài tao không có một con 9 nào hết trơn á. Tao không cẩn thận tao như là gì á. Ủa gì vậy? Hết pin. Không có đâu, nó bị gì á. Alo. Chết mẹ rồi. Ê tụi em còn thấy anh like không vậy? Chết mẹ rồi. Khi nó tối, sụp nó tối thôi, nó là tí nó sáng lại. Nó bị lắc cái gì á mấy đứa ơi. Nó nửa tiếng, 1 tiếng nữa. Trời gì vậy? Mấy đứa thấy anh like bình thường không mấy đứa? Còn like bình thường đúng không? Ê nhưng mà sợ là hồi tắt like không có được. Nè, nó không có bấm tắt like được nè. Tự nhiên nó lắc gì luôn nè mày được. Rồi thôi kể tiếp đi nha, kể nó đi. Xong rồi thì cái lúc này á là cái tao kể tới đâu rồi? À, kể tới cái đoạn mà chém mà, cái gì? Chém nó kêu bả là nhỏ này dậy, cái xong rồi há bà kêu nó thôi, bây giờ một á là tôi là đi tu, đi theo tôi đi tu. Hai á là tha cho cái nữ này đi, rồi tôi cúng cho để tạ lỗi được không? Cúng cho một mâm đồ ăn. Thì này nó không chịu, nó kêu không, phải đi theo phá nhỏ này mất dạy. Nó bị lắc cái gì á trời. Nó kêu nhỏ này là phá nhỏ này là nhỏ này mất dạy, không có chịu. Thì cái bà kia bà nói là không chịu đúng không? Kêu con nhỏ Hằng á là lấy trong cái túi của cái bà này ra một cái bình rượu, một cái bình như cái bình rượu vậy. Trong cái bình đó nó lại chứa cái nước của mẹ, trong lại cái bình đó là chứa cái nước bàn thờ, cái nước mà để cúng lên trên mẹ Quán Thế Âm á, cúng lên trên mẹ Quán Thế Âm xong rồi dùng cái nước đó đổ từ trên đầu đổ xuống, chốc cái nước đó từ trên đầu của bà Tú đổ xuống. Cái con ma nó la quá trời luôn, mà các bạn biết rồi, cái nước mà được tụng kinh
mà được được tụng trì chú vào á thì cái nước đó rất là mạnh. Cái xong đổ lên như nè thì hả, cái con nhỏ nó la quá trời luôn, bà nói là bây giờ sao, bây giờ có chịu là chịu phương án nào. Thì cái con nhỏ nó mới kêu á là chịu cái phương án là cúng cái mâm đồ ăn. Nó chịu cái phương án là cúng cái mâm đồ ăn cho nó. Thì cái lúc này á là khi mà cái bà Tú tỉnh dậy á thì bà Hằng bà kể là hết cho bà Tú. Sáng hôm sau là bà Tú bà Hằng đi mua cái mâm đồ ăn để cúng cho cái con ma đó. Mặc dù bà Tú bà không cam tâm lắm, đòi nhập vô đòi xác nhỏ này rồi bắt đầu hả bắt nhỏ này cúng cho. Thì bà Tú khó chịu nhưng mà bà Tú vẫn cúng. Cúng xong rồi hả là mỗi người là mua của cái bà kia một cái vòng để bảo vệ hộ pháp á. Mua một cái vòng nè để bảo vệ hộ pháp cho tới khi mà về tới lại hả về Việt Nam thôi. Thì đó là như vậy đó mọi người ơi. Ê mọi người ơi sao nó bị lắc dữ vậy? Chết rồi, giờ lát hồi sao mà tắt like được. Lướt lên. Ê mọi người tiếp tục like được rồi nè. Trời ơi dữ rồi đó. May quá. So may luôn á mọi người ơi. Mọi người ơi nhớ nha. Thứ tư á là mình sẽ có tập đặc biệt. Được rồi mọi người ơi, ổn rồi nè. Bình thường rồi nè. Thứ tư mình sẽ có tập đặc biệt cho nên mọi người đừng quên là thứ tư lúc 8:30 nha mọi người. Thứ tư chúng ta sẽ có tập chuyện ma đặc biệt nha mọi người ơi. Thứ tư lúc 8:30 nha. Ngày mai lúc 8:30 Bảo sẽ like cái gói ôm an thần, mọi người nhớ lên gói ôm an thần xem nha mọi người. Ngày mai thứ bảy 8:30 mọi người ơi. Thứ bảy 8:30. Ngày mai 8:30 có like nha mọi người ơi. Đừng quên nha mọi người ơi. Rồi, mất đăng tiếp cho mọi người xem nha. Nè mọi người ơi, cái chân gà của Bảo nè mọi người ơi, cái chân gà này 120 cá một hộp. Các bạn liên hệ mình đưa cái IG, các bạn follow cái IG giúp Bảo được không? Cái IG này nè, Bảo còn có bán cơm trái nữa nha mọi người ơi, Bảo còn có bán cơm trái nữa. Đây thấy không? 120 cá một hộp chân gà như vậy. 120 cá một hộp chân gà như vậy 12 chân nha mọi người. Có cốc, có xoài. Có cốc có xài nha mọi người ơi, follow cái nick ăn vặt này giùm Bảo nha. Ăn vặt chấm dính quá ta nha mọi người ơi. Cơm cháy thì ship tỉnh nha, lấy cơm cháy cho anh đi, Cơm cháy thì ship tỉnh nha mọi người ơi. Chân gà này á, ăn bình thường nó đã ngon rồi nha mọi người. Nhưng mà Bảo vẫn có mang cho các bạn sốt nè. Đây, vẫn có sốt cho mấy bạn nha. Em mới ăn xong một hộp của anh. Hai tận một tiếng mới ăn hết đó hai. Ép chân gà dữ quá hai. Là sao má? Em mới ăn xong một hộp của hai. Tận một tiếng mới ăn là chân gà nhiều quá hả? Nhiều lắm. Một cái phần 120 nhưng mà rất là nhiều chân gà luôn nha mọi người. Bạn này feedback nè. Mà ngon nha. Có ship quận 12 không kìa em? Có. Có ship nha mọi người ơi. Ok nha. Nè nhìn nè. Nó giòn nó dịu. Cái này là cơm cháy muối hành nè. Mắm hành. Cơm cháy mắm hành nè mọi người ơi. Thơm lắm. Một bịch cơm cháy là 35.000 nha mọi người. Chân gà có ship Bình Thạnh nha. Cái hành phi nó ngon cực luôn mọi người. Chân gà ấy rồi. Cơm trái có ship Củ Chi nha. Ngon chứ. Ngon xỉu luôn mọi người. Chân gà ship Bình Chánh không anh? Có ship Bình Chánh. Cái này là chân gà sốt Thái. Như có ship Hóc Môn luôn. Chân gà mà ship Hóc Môn luôn hả? Có, trên app thấy có ship Hóc Môn. Hai mấy bạn cứ nhắn tin đi rồi mình chết cái app. Chắc áo mà. Đúng rồi, chết app. Mình chết cho các bạn nha. Nhưng mà mình nói cho các bạn nghe nha. Cái này cực kỳ ngon luôn. Ăn là một lần bạn nó nói là cái hộp của mình ăn tới một tiếng mới hết. Nhiều lắm mọi người ơi. Nè, mình có mang số cho các bạn nha. Cơm chân gà là chủ nhật. Cơm gà cũng chủ nhật mới ship. Tại bây giờ mình bị hơi bị nhiều đơn á. Mình làm không có kịp. Nhưng bảo đảm cái sốt mình ăn là các bạn sẽ thấy ngon liền. Nó không quá cay, nó cay vừa thôi, nó không có cay nhiều. Nó cho có độ the the thôi. Ăn chân gà bảo đảm giòn. Giòn sực sực, ngon lắm. Mà cái sốt của nó không quá chua, không quá mặn, rất là vừa phải luôn mọi người ơi. Ăn là bảo đảm dính.
quận 11 chân gà có ship luôn nha. Ừ. Tức là ship thành phố Hồ Chí Minh là ship hết. Mua ở đâu thì lấy à. Này đây mua ở đây nha mọi người ơi. Liên hệ mua chân gà ở đây nha mọi người ơi. Mấy bạn đặt đi rồi hả, chủ nhật là mình gom đơn là mình ship nha mọi người, chứ bây giờ là bị quá tải rồi. Mình đang làm cho mấy cái đơn sau. Nè Cẩm Tú, nè Cẩm Tú không mình giùm mình nè mọi người ơi. Cái IG này mọi người follow cho em Bảo, cái IG này lên 300 người đi mọi người ơi, sắp được 300 người rồi. Follow giùm em Bảo đi mọi người. Chân gà với lại chân gà thì chỉ ship trong thành phố thôi ha. Ừ. Còn tại vì thành phố nó mới ngon. Còn hả cơm cháy thì mình ship khắp nơi nha mọi người. Đây. Quy con vịt ơi, mua giùm mua ủng hộ anh nè bé. Cơm cháy là ship khắp nơi nha mọi người. Ừ. Trời ơi Bảo ăn là sành ăn, Bảo ăn ngon lắm mọi người ơi, đừng có lo. Hết chuyện rồi. Hẹn các bạn thứ tư nha. Bây giờ mình ăn chân gà, mình bán chân gà. Thứ tư mình làm tập đặc biệt nha mọi người. Mọi người nhớ coi nha. Thứ tư mình sẽ gom những chuyện hay nhất mình kể vào thứ tư. Có khách mời luôn. Có khách mời luôn nha. Có khách mời nha. Đoán khách mời là ai nha má. Con khách mời này nổi tiếng nha. Nè các bạn ơi, thứ tư nhớ lên nha, thứ tư không được bỏ lỡ nha. Ê anh ơi, em mua khô bò rồi là sao, có bán khô bò? Ta có bán khô bò nào má. À, thứ tư này nếu mà các bạn bỏ lỡ mấy giây đầu thì các bạn nhớ một lần là 8:30 các bạn vô đúng giờ một cái, các bạn vô đúng giờ một cái là không có bỏ lỡ được cái chuyện nào hết, cái chuyện hay không nha mọi người. Khách mời lạ nha, không phải anh Hiếu, không phải chị Quân nha. Lần đầu tiên xuất hiện. Ủa sao đoán lần đầu tiên xuất hiện luôn á. Xuất hiện cái là truyền thông chấn động liền. Ngon lắm mọi người. Bình Dương có ship không? Không. Bình Dương không ship. Ừ, ship quận 2, Tân Bình. Ừ. 8:30 hàng tuần, anh chỉ kể chuyện mai lúc 8:30 thôi mọi người ơi. Ngon quá. Quận 9 có ship nha. Nhà bè có luôn. Nhà bè gần anh nè. Mấy bạn nào ở quận 7 Thủ Đức có ship luôn. Quận 7, quận 4 nhà bè có ship nha mình Vi ơi. Quận 7, quận 4, quận 8 là nhiều khi là anh ship đó nha mọi người ơi. Bình Tân có ship nha. Quận 12 có ship nha. Nói chung là quận là ship hết, nhà bè là ship luôn. Hôm qua Tân Phú có luôn. Hôm qua đi ship ở quận 8 đó mọi người. Quận 8, quận 4. Bến Vân Đồn. Trời ơi, khúc Bến Vân Đồn là anh dễ ship lắm mọi người ơi. Ai ở Bến Vân Đồn mua đi. Quận Đống Đa là quận nào? Đống Đa là quận nào? Hà Nội đó. Mọi người mua đi nha. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, đã ghê luôn á mọi người. Anh ở quận 7 đó hả? Anh ăn chân gà anh bán nha. Đưa cái IG lại cho mấy bạn luôn. Ngon quá. Tự bán, tự làm, tự khen luôn. Tại vì chân gà bả làm không kịp á mọi người. Cho nên là bảo gom một lần á. Bảo gom một lần á. Rồi bả đi giao nha mọi người ơi. Cứ, mọi người ơi follow cái này nè. Sắp được 300 mọi người ơi. Giúp bảo lên 300 follow đi mọi người. Mọi người follow IG ăn vặt chấm dính quá ta. Follow 300 bạn đi. Sắp được 300 rồi. Ngon quá. Đã ghê á. Nè, là nó cắt nhỏ ra. Mà vẫn giòn nha. Quận 12 có ship nha. Ừ. Thứ tư, thứ sáu hàng tuần, lúc 8:30 tối lúc nào tôi chả kể mấy cái ngày đó má. Sao không bao giờ nhớ lịch tôi vậy? Tôi chỉ nói là thứ tư tuần này thì lại là tập đặc biệt thôi. Nha Trang có ship không? Nha Trang cái về quê nó luôn. Ừ, nào bà nói má này về quê má đưa cho. Nè trời ơi dịu quá trời luôn mọi người ơi. Cơm cháy thì ship khắp nơi nha mọi người.
No quá. Lấy cho anh em giấy với nha. Quận 3 hơn thì anh đi ship. Nhưng mà anh sẽ ship vòng vòng quận 4, quận 8, quận 7 nha. Quận 4, quận 8, quận 7 nha mấy đứa. Mấy đứa nào ở Bến Vân Đồn á, anh thích giao ở Bến Vân Đồn á. Bến Đồn á đi dễ. Giao Bến Vân Đồn mới được á. Vũng Tàu hả? Xa quá à. Xa quá à. Già nó xuống nó hết ngon rồi, thôi em lên đây đi, lựa ngày hẹn rồi lên đây đi. Gò Bắp có ship nha. Các bạn liên hệ với lại cái nè, ăn vặt chấm dính quá ta. Nè. Bảo ghi cho ăn vặt. Nè, các bạn search ăn vặt chấm dính quá ta. Ở đây thì mình bấm với chữ dính không được. Ăn vặt dính quá ta. Ăn vặt dính quá ta đang được xem xét má. Xem xét dữ chưa? Chà Vinh có ship nha. Nhưng mà chỉ có chân gà là nó ship ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh được thôi. Tại vì ship ở trong thành phố thì làm anh làm nó mới tươi, nó mới ngon được. Còn đi xa thì không chắc. Tại đi xa thì không có cái nhà tươi á. Tức là không có nhà xe người ta không có bảo quản được cái tốt á. Người ta đi rồi này kia các kiểu rồi tới nơi tụi em không có ngon rồi cũng buồn, hiểu không? Hết chuyện rồi bạn ơi, Ngọc Ý Nhi ơi đừng có bam nữa nha bạn ơi. Lóc bạn giờ á. Trời ơi, Haku kìa, Haku quen quá kìa. Em lại vào muộn rồi. Hết kể rồi nha mấy bé ơi. Giờ là anh hả giới thiệu chân gà thôi. Tụi em nếu mà muốn đặt chân gà order, trời ơi bạn nào mà ăn rồi bạn chỗ feedback quá trời luôn, mới giao hả? Hai mấy má feedback quá trời luôn. Má mới kỳ á, tao kêu là hết rồi, má mới kỳ á. Nay đặt chủ nhật ship nha. Chủ nhật ship nha. Tại vì gom làm ở đâu? Nhân Trạch lại đâu? Nhân Trạch lại đâu? Nhân Trạch Đồng Nai hả? Đúng không? Nhân Trạch Đồng Nai phải không? Đà Nẵng có ship nha, ship gì ta? Ship cơm cháy. Không. Nhân Trạch Đồng Nai hả? Ship được cơm cháy thôi mấy đứa ơi. Cơm cháy thì đi xa được. Chân gà hút chân không á, thấy nó không ngon. Ông lão hút chân không mình đổ nước vô nữa. Nó có kỳ lắm không? Nó kỳ lắm á. Kỳ lắm. Nó kỳ lắm, mình hút chân không mình còn đổ nước vô nữa. Không lẽ giờ mình hút chân không có chân gà riêng rồi xong mình hút mà mình nước riêng hả? Nước sốt mình làm riêng hả? Nhưng mà không có đảm bảo độ tươi á. Không có đảm bảo độ tươi, thí dụ như là anh làm á. Nó nói nhiều quá, thôi lóc đi. Tao giỡn mà nó nhây với tao hả? Tao lóc luôn, tao lóc thiệt. Ý là chân gà là mình phải gom. Quận 6 có ship nha. Rồi mình làm, buổi tối mình làm là mình lựa cái chỗ chân, tại cái chỗ chân gà anh hay mua á. Cái chỗ chân gà anh hay mua á mọi người ơi. Nó hả? Nó không có được nhiều hàng lắm. Với lại là mỗi lần làm á là làm rất là cực. Cho nên là anh gom một lần anh làm luôn ha. Hóc Môn có ship nha. Má nó dí tao hoài à, tao lóc luôn. Nó được tao trả lời lần cái xong rồi nó vui quá, nó comment li lịa vậy đó. Để cho tao trả lời tiếp vậy đó má, lóc luôn. Đi stop mà lỡ bấm kết bạn cũng đâu bằng quê bằng bấm like. Ờ đâu quê bằng bấm like đâu. Thì em cứ để nó yên luôn đi, em cứ kết bạn với nó luôn đi. Bây giờ nè, em lỡ rồi thì em cứ bấm kết bạn với nó luôn đi. Xong rồi mày vô mày hỏi nó là ê cái áo mày mua đâu đẹp quá vậy, cho tao cái info for cái áo đó. Thì nó lại tưởng là à nó mình muốn hỏi cái áo. Mình muốn hỏi cái áo, hiểu không? Em rút rồi hả? Trời ơi, mày rút nó mới thấy mày kỳ á. Mày rút nó mới thấy mày kỳ á. Mày rút nó mới thấy mày kỳ. Hồng Ngự là ở đâu má? Hồng Ngự anh thấy bán bánh tráng bình thường quá à. Bánh tráng nó không có cái gì mà có thể nào mà sáng tạo ra được á, hiểu không? Hồng Ngự ở đâu giờ? Trời ơi đừng có rút lại, em rút lại nó mới thấy em kỳ á. Mốt là không có vậy nữa nha chưa. Giống tao, tao like xong rồi tao share cái bài post đó lại. Tao kêu là ê cái chỗ này đi đâu mà chụp đẹp vậy chỉ với. Hoặc là trời ơi ê cái quần mua đâu đẹp vậy.
Gặp tao, tao vậy đó. Mà má này nữa, sao đi stalk người ta mà dùng ạc chính là sao? Má này nữa, mày có phải em ruột tao không vậy? Đi stalk người ta mà dùng ạc chính. Tao có một cái nick, có một cái nick tên là hả, nick fax, tức là nick lon của tao. Tao ghi là tên tao là không phải Bảo. Không phải Bảo. Cái nick là không phải Hoài Bảo đâu. Tại vì hết kể chuyện rồi, nó tụt kìa, kể nó đi. À, cái nó trắng trợn quanh tuổi, hello em. Cơm cháy thì 35 ngàn nha, 35 cá nha. Hồng ngữ Đồng Tháp á. Hồng ngữ Đồng Tháp. Đồng Tháp thì mình ship ship cơm trái được nha. Vậy anh ơi, stalk story của người ta mà mình lỡ thả tim thì sao á anh ơi? Thì mình thả tim thì thôi. Thì mình thả tim thì thôi. Bình thường thôi à. Trời ơi, tụi bay sợ là nó sẽ nghĩ tụi bay thích tụi nó hay là nó sẽ nghĩ tụi bay này kia hả? Em ơi, thiệt sự là vậy nè, nói cho tụi em nghe. Thí dụ như mà tụi em stalk anh đi, tụi em lỡ thả tim anh á. Lỡ thả tim anh đi thì anh cũng không để ý đâu em. Thiệt ra là cuộc sống anh cũng bộn bề lắm. Anh có một món nợ mấy chục triệu cần phải trả nè. Dù như là hả, mượn tiền để gọi là làm ăn nè má. Tao có một món nợ mấy chục triệu để trả, tao cuộc sống tao đau đầu lắm. Hả, công việc của tao đang cố gắng để phát triển nè, tao nhiều hướng đời lắm. Tụi bay là cái gì mà tao phải để ý tụi bay dữ vậy? Tao nói thiệt luôn á. Em ơi, nhiều khi là nó không để ý lắm đâu em ơi. Nó không có quan tâm lắm đâu. Hoặc là nó sẽ thích thú một chút xíu vì có nhiều người thả tim nó. Hiểu không? Cơm cháy mấy gàm. Hay. Cơm cháy mấy gàm. Để là hồi tao cân rồi tao nói lại nha. Để là hồi tao cân đã. Tao không có cái cân ở đây. Tao chỉ sắp ra cho nó đều đều thôi. Chứ tao không có cái cân này, để tao cân lại đi. 35 ngàn ăn no say luôn á má. Ăn một miếng thôi là no tới già luôn á. Info cộng dây chuyền anh đang đeo kìa. Sắp bán. Quận 6 có xiếm nha. Mốt we need bán lại nha. Bán đá lại nè. Cái cộng dây chuyền này hình mặt trăng. Cái đá này là đá thạch anh tóc trắng. Cái đá này là nó sẽ giúp cho các bạn sẽ cảm thấy an toàn. Năng lượng các bạn ổn định nè. Các bạn sẽ không cảm thấy bị bơ vơ. Các bạn sẽ cảm thấy có niềm tin vào bản thân hơn. Các bạn sẽ thấy bình an. Nói chung là các bạn sẽ thấy bình an hơn. Cái loại đá này nó sẽ thích hợp với những bạn nào đang trốn nợ. Đang kiểu giống như là có kẻ thù quá đi theo quấy rối ám hại hay là đi lừa đảo á. Các bạn không có niềm tin vào bản thân mình. Các bạn không tin là cái chuyện các bạn năng lượng người ta là sự thật. Cho nên là các bạn không thấy bình an á. Bạn nào cần bình an thì mua cái này nha. Cơm cháy hả? Cơm cháy bán theo bịch 35k một bịch nha. Làm đa cấp đeo đá này được. Được nha. Miễn là mình bình an á mọi người. Đeo đá này vô sẽ thấy bình an hơn. Quận 7 ai ship anh? Trời, có thể là anh đó mấy em. Anh ở quận 7 nè. Giá đá bao nhiêu một ký em ơi? Cái đá này đá phong thủy em ơi. Cái đá này được mài, được dũa theo hình. Bán không bán ký mua không nổi đâu má. Má một cái hình gì mày mua ký sao mày mua nổi? Tiền đâu mày mua. Anh có bán gà ta không? Chân anh là chân gà thôi em ơi. Chân gà ngon lắm. Ta còn chưa hỏi bá chân gà là chân gà là chân gà tay, chân gà tay nữa. Nói chung là chân gà công nghiệp á. À, chân gà để riêng nút súp bó chai. Trời ơi, em thích ăn của anh tới vậy hả? Em muốn ăn của anh tới vậy hả? Bạn ở đâu vậy? Em ở đâu vậy? Anh nói thiệt. Sao mấy em muốn ăn tới dữ vậy? Mấy em ở tỉnh muốn ăn tới dữ vậy hả? Anh cũng muốn bán lắm á, nhưng mà anh sợ tới đó nó không ngon. Tại ăn liền á, ăn kiểu giống là 1-2 ngày cái sẽ ăn liền. Mà cỡ 5 tiếng có nghĩa là nó phải được bảo quản lạnh. Nó chỉ đi ra ngoài được 5 tiếng thôi. Xong rồi tụi em phải bảo quản nó lạnh nữa thì nó mới giòn được, nó mới giữ được cái độ giòn. Với lại cái độ tươi của nó. Bây giờ đi lâu quá anh lo. Nhìn ghiền lắm, nhìn thèm lắm hả? Chân gà sốt anh bảo chua á. Sốt anh tự làm á. Anh không làm được gì ngoài cái sốt đâu. Sốt anh làm pha ngon lắm. Nhìn ăn ngon quá hả? Cảm ơn em.
muốn thu hút người ta thì có hai loại đá, một là đá thạch anh hồng, hai là đá thạch anh dâu tây đỏ. Hoặc là nếu yêu nhẹ nhàng thì đá moonstone, đá moonstone đẹp lắm. Lấy cho anh cái bịch đá của anh đi, cái bịch mẫu á. Đá anh giấu đâu? Ở trên đó, cái cao cao á, coi cái cao cao á. Đó, thèm điên hả? Trời ơi, thiệt luôn á. Anh cũng muốn bán cho tụi em lắm á, mà anh đang suy nghĩ. Tại vì mấy cái nhà xe á, quan trọng là mấy cái nhà xe nó nhận á, là nó nhận với những số lượng lớn. Bây giờ tụi em ở miền Tây á, ví dụ như tụi em ở miền Tây á, tụi em ở miền Tây á thì tụi em gom bạn bè tụi em đi. Đúng rồi. Ừ, tụi em gom bạn bè tụi em đi, anh bán một lần thôi, chứ anh bán có một hộp hộp à. Anh giao thì hả, ai nhận anh, hiểu không? Bây giờ anh mới bán mà. Nè, tụi em đeo đá này nè. Có một cái loại đá đẹp lắm, đá gọi là đá moonstone, đá mặt trăng. Thì nó cũng về tình yêu, nhưng mà tình yêu nó không nồng cháy thu hút bằng cái đá hạch anh hồng. Nhưng mà anh chưa có bán đâu. Tháng 3, đầu tháng 3 trong cái gì? Ngày 6 gì đó anh mới mở. Thì cái đá moonstone này, cái tình yêu nó vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Tình yêu nhẹ nhàng nè. Cái moonstone này nè, nó không phải là thạch anh trắng đâu nha, mà là cái này là đá moonstone nha. Đá này là đá moonstone nha, đá này không phải là đá hạch anh trắng đâu. Nó mang lại một cái vibe tình yêu nhẹ nhàng, tình yêu trong sáng nha. Kiểu như là nó mang lại một cái vibe, đó là cái vibe nhẹ nhàng cho mình đó, nữ tính, nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương. Còn anh đeo là anh đeo nè, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng nè, nhìn lộn, hình mặt trăng nè, đó dễ thương lắm. Coi ta đó thả thì liên hệ Winnie nha. Winnie nha, giá dao động từ 8 chuột, chân gà 120 cá nha. Gửi chuyện tâm sự vào bảo ở đây 444 nha. Cơm chế 35k 2 miếng ha anh. Ừ, 2 miếng như cái bản lề vậy, em yên tâm, bự lắm. Em ăn một miếng thôi em no rồi, em miếng còn lại em để bữa khác em ăn. Sắp bán thôi. Tại vì hồi xưa thì cái chỗ mà anh lấy á, nó bị đứt hàng rồi. Mà cái chỗ đó đá là đá real nha mọi người ơi. Bây giờ anh thấy có nhiều chỗ nó bán hơi rẻ á, cho nên là anh không biết đá là đá gì. Nhưng mà đá của anh là đá real. Xịn. Bây giờ là anh hả có thợ để mài cho anh luôn rồi. Cho nên là hồi xưa là anh bán đá thô thôi, bây giờ là anh làm thợ mài cho anh luôn. Nhưng mà anh teaser trước cho tụi em thôi, chứ anh chưa có bán nha. Cái đá này sẽ dành cho những cái bạn cung nước nè. Cái đá này nó sẽ dành cho những cái bạn cung nước. Nó chuyên về học tập, song ngư, cự giải, bò cạp rồi đó. Hoặc là mấy bạn mệnh thủy nè. Đó. Nó sẽ chuyên về sự tập trung, học tập, con đường sự nghiệp. Xịn nha. Cung khí thì đeo moonstone đi, hoặc là đeo thạch anh trắng nhanh. Hồi cung khí đeo oban đẹp lắm, mà oban hơi mắc. Oban mắc, chắc anh bán oban anh làm số lượng ít thôi, chứ oban mắc lắm. Cái đá oban đó nha, đẹp lắm nha. Nó màu trắng mà dạ quen, đẹp lắm. Nó là có cái vai, nó thiệt ra là nó là loại đá đại diện cho cung của anh, nó cung thiên bình. Khi mà đeo cái đá đó vô em sẽ có cái cảm giác là cái voice em tự tin hơn, nó thu hút những ánh nhìn hơn, và đặc biệt là nó làm cho em cái vai nó ra thiên bình lắm. Cái vai em đang thiếu sự tự tin, em muốn có được cái sự tự tin của cung thiên bình, giống như là hiếu thứ hai, hái thứ hiêu á. Hoặc là những cái người mà cung thiên bình họ có một cái vai tỏa ra một cái năng lượng mà thu hút á, thì em nên đeo đá oban dành cho nhà khí ok nha. Anh mới bán thử dòng thôi, sau này anh bán được dòng cổ thôi, sau này bán dòng tay sao nha. Rồi mốt anh sẽ tư vấn cho tụi em sau khi mà anh có đủ hàng nha. Bây giờ thì anh không có đủ hàng, bây giờ anh sẽ chỉ có giới thiệu cho tụi em cái hả, cái chân gà thôi. Bây giờ tụi em ơi, tụi em follow cái này cho anh đủ 300 được không? Follow cái chỗ ăn vặt của anh đi cho anh đủ 300 người. 300 người follow mà. Ủa sao không thấy được người follow luôn vậy? Trời ơi, 292 nè mọi người em ơi. Cho anh 8 người nữa đi mấy bé. Mấy bé ơi, cho anh 8 người nữa đi. Vô coi feedback nè má, feedback quá trời luôn, giỡn hoài nè. Feedback nè, anh Hiếu tụi bay ăn ngon quá, anh Hiếu tụi bay mua 2 hộp nè, anh Hiếu tụi bay ăn ngon dữ luôn á. Nè thấy không, cơm trái nè, feedback nè. Ủa feedback đăng ở đây nha má. Feedback nè, mới có mà feedback quá trời. À mà mấy má mua rồi, mấy má feedback cho anh đi. Follow cho anh đi, còn hả 6 người nữa thôi nè, ăn vặt chấm dính quá ta mọi người ơi. Bấm follow cho anh đi, mỗi người cho anh một follow đi. Coi tarot ở đâu hả nè, coi tarot đây nè.
anh có nhận coi tarot luôn nha. Ê, cái dòng này hả, canh đi nha, mốt anh ra hả, anh ra anh bán cái dòng này, mua ủng hộ anh nha. Nè, trời ơi, lên 11,3 ngàn người rồi. Nè, coi tarot ở đây. Ê, tụi em cho anh hỏi nè, tụi em muốn muốn anh làm, ý là anh hay anh làm clip tarot trên Winix á, tụi em muốn anh làm chủ đề gì? Tụi em có câu hỏi nào muốn thắc mắc hỏi anh không, để anh có thêm cái content anh làm. Người yêu em cung đất có thạch anh mắc hổ á. Đá thạch anh mắc hổ cũng ok lắm. Cho anh cái câu có cái content cho anh, kiểu như là câu hỏi á. Mẫu nát cung khí để từ từ. Anh kêu người ta đang mài cho anh. Moonstone cũng mốt anh ra thì mốt anh ra, cái này Moonstone thì chưa có. Moonstone đẹp nha. Moonstone tình yêu nhẹ nhàng. Thiên bình đợi chờ. May mắn hả? May mắn ha, thì đeo đá thạch anh tím đi. Thạch anh tím á, nó sẽ bảo vệ các bạn. Có nghĩa là khi các bạn đi xa, thạch anh tím nó có xu hướng là nó có sẽ bảo vệ các bạn nữa. Cái năng lượng của thạch anh tím nó bảo vệ cái luân xa của mình rất là tốt. Từ từ đi, anh sẽ ra thôi, từ từ đi. Trời ơi, bây giờ người ta mài cho anh còn chưa kịp nữa. Anh đang xem mẫu thôi, mấy cái này là mẫu test thôi. Chưa đâu, mấy cái này là test thôi, tạm thời là test thôi. Riêng cái này anh thấy đẹp quá thì anh đeo thôi. Từ từ đi, anh chưa có để tư vấn ở đây. Mấy cái đá tiền bạc chưa có để tư vấn ở đây. Mọi người ơi, mọi người follow cho anh cái IG đồ ăn đi, mọi người follow chưa? Trời, được 300 rồi kìa. Trời, cảm ơn mấy đứa em gục nha, cảm ơn mấy đứa. Thôi anh xuống like cái nha, để anh giữ cái like này, để là hồi anh down về anh đăng tiếp, còn có gì là hồi anh like lại.